Chào các bạn, Cận thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với livestream buổi số 3. Và thân mến, ở tuần trước thì chúng ta đã học về danh từ và mạo từ. Nối tiếp cái phần kiến thức của tuần trước thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một chuyên đề nữa, đó là chuyên đề về lượng từ. Và cả tuần này chúng ta sẽ chỉ học về chuyên đề đó mà thôi. Nên là tuần này của chúng ta sẽ chỉ có một buổi học livestream vào lúc 20 giờ tối nay, các bạn nhớ nhé. Chứ bạn nhớ là có tuần chúng ta sẽ phải học đến 3-4 buổi livestream. Nhưng mà có tuần là chúng ta học một buổi livestream thôi. Nói chung là nó sẽ tùy vào nội dung bài của từng tuần. Cận thân mến, trước khi vào bài, các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào nội dung buổi học hôm nay ạ? Có bạn nào trước khi vào cái buổi học livestream này đã đọc qua lý thuyết của buổi livestream chưa ạ? Bạn thân mến, dần dần thì cô Trang không phải nhắc nữa. Các bạn nhớ cho cô là cứ đúng lịch thì chúng ta sẽ vào học. Và trước cái buổi học livestream này các bạn chịu khó dành thời gian đọc qua lý thuyết của buổi live đó giúp cô. Ok. Có những cái chuyên đề khó và dài thì cô Trang sẽ làm video bổ trợ, thì các bạn sẽ chịu khó xem video bổ trợ đó. Hôm nay cô Trang có nhờ anh Bảo là nhắc các bạn xem video bổ trợ, không biết các bạn đã xem chưa? Đấy nhá, không phải là tuần nào cũng có video bổ trợ đâu ạ. Tuần nào mà nội dung bài khó thì cô Trang sẽ đăng thêm video bổ trợ cho các bạn. Ok ok. Rồi, các bạn phản hồi là ánh sáng âm thanh ổn rồi phải không ạ? Em thân mến, sau một tuần học thì các bạn thấy rằng là chúng ta đã tự tin hơn về ngữ pháp chưa ạ? Nhớ sau cái tuần 1 ấy, chúng ta học thì em thấy rằng là em đã hiểu sâu xa, hiểu bản chất của ngữ pháp chưa ạ? Nhớ mục tiêu khóa học này của cô Trang là giúp các bạn lấy gốc tiếng Anh. Lấy gốc tiếng Anh tức là giúp cho bạn hiểu tường tận về ngữ pháp trong tiếng Anh, chứ không phải là hướng dẫn em mấy cái mẹo để em làm bài nữa. Được chưa? Nghe bạn nhớ cho cô như sau này. Nội dung khóa học của chúng ta hết sức nhẹ nhàng thôi, nhưng mà em nhớ cho cô là ngay từ cái tuần đầu tiên các bạn sẽ phải có cái thói quen là bài của ngày hôm nào hết bài của ngày hôm đó, không để bài tồn em nhé. Có bạn bảo rằng là đề thi thử khó. Đúng rồi em ạ. Chờ, bởi vì cái đề thi thử khó đó là cô soạn ở cái mức độ chuẩn form như đề thi thật. Nên là đương nhiên là ở cái giai đoạn đầu thi này của chúng ta, giai đoạn đầu luyện thi này, thì mình chưa thể cập chuẩn được, đúng không? Mình chưa thể đạt được cái mức đấy được. Thế nhá, nên là em thấy khó là việc hết sức bình thường, không sao cả. Được chưa? Đấy nhá. Ok ok, bạn ổn chưa ạ? Mic hơi bé. Nhớ bạn bảo là mic hơi bé, bạn thử xem chỉnh âm thanh giúp cô. Bạn thân mến, cái phần video bổ trợ đó em chỉ cần kích vào tuần 2 thôi là em có thể nhìn thấy ngay, nó ở ngay trên đầu ấy ạ. Giờ bạn thân mến, tất cả như là video chữa bài này, chữa video bổ trợ này, video livestream cô cho anh đều đăng hết ở trong cái mục khóa học của chúng ta. Nhớ em có thể hiểu rằng là nhóm này của chúng ta chỉ là nhóm là học livestream và nhóm giải đáp thắc mắc thôi. Thế còn toàn bộ nội dung của chúng ta sẽ học ở trên môn, được không ạ? Ok ok. Rồi bạn thân mến, các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào nội dung buổi học hôm nay ạ? Nào phản hồi giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học em nhé. Ổn chưa? Ok rồi, cô chào các bạn, ổn chưa? Nếu mà các bạn thấy ánh sáng âm thanh ổn rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu nội dung buổi học hôm nay của mình luôn ạ. Hôm nay nội dung của chúng ta khá là dài, nên là các bạn xác định là cái buổi học hôm nay cho chúng ta có thể sẽ phải học trong khoảng thời gian là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng anh nhá. Để cô cho anh nói trước như vậy cho các bạn chuẩn bị tinh thần. Chợ có thể sẽ phải học từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Chợ tùy vào cái mức độ nhựa lĩnh hội bài của chúng ta này, tùy thuộc vào cái mức độ tiếp thu, tập trung và hợp tác của bạn nhá. Bạn Mai Hoàng thân mến, phần bài tập làm thêm ấy thì khi em làm xong thì nó sẽ có hiện ghi chi tiết, em xem ghi chi tiết ở trực tiếp cái bài đó nhé. Ok rồi phải không ạ? Ok. Rồi các bạn thân mến, nếu như các bạn thấy ok rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung buổi học hôm nay của mình nhé. Khác với cái nội dung bài của tuần 1 thì bài tuần 2 của chúng ta nội dung dài hơn này, khó hơn. Đấy, cô cho anh nói vậy để các bạn chuẩn bị tinh thần nhá. Được chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu vào nội dung buổi học hôm nay của mình này. Ok chưa? Góc bên phải hơi tối. Ok. Để cô cho anh chỉnh lại. Được chưa em? Dạ, bạn Luân Nguyễn Thị thân mến, cô cho anh chỉnh lại rồi đấy ạ. Ok không ạ? Thế nhá. Rồi, chúng ta bắt đầu này. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học chuyên đề về lượng từ trong tiếng Anh. Với cái phần lượng từ trong tiếng Anh thì ở trong cái tài liệu khóa học ấy, cô Trang đã cung cấp cho em toàn bộ tài liệu trong tiếng Anh rồi. Bạn Nguyễn Hoàng Minh bảo rằng là cô nói lớn hơn một xíu.
Các bạn thân mến, các bạn nghe giọng của cô có rõ không ạ? Cô cho anh đang xem ở trên một thiết bị khác thì cô thấy rằng là cô cho anh chưa cần phải vặn lo vặn cái loa to hết cỡ đã thấy giọng rất là chói tai rồi nhá. Được chưa, được chưa? Ok, bạn Nguyễn Liên thân mến, cái bài thi thử tháng ấy, cô cho anh sẽ duy trì vào cuối của mỗi tháng. Chờ, cái bài thi thử mà cô cho anh tổ chức thi thử vào tối hôm qua ấy, là cái bài thi thử mà cô cho anh tổ chức để mà đánh giá được hiện tại của các bạn, để từ đó cô cho anh xây dựng cái lộ trình mà hỗ trợ các bạn nhờ học qua live stream vào buổi tối các ngày. Nhớ, thế còn bình thường thì theo lịch của chúng ta sẽ là cuối tháng sẽ có thi thử. Dạ, với cái bài thi thử đó thì các bạn sẽ xem thông tin mà cô cho anh đăng ở trên cái page mà các bạn đăng ký khóa học của bạn được duyệt từ cái page đó ấy. Các bạn chịu khó ấn follow cái page đấy và cô cho anh có cái thông báo gì. Cô cho anh rất là hay chia sẻ những cái video bài giảng này, tài liệu hữu ích cho các bạn thì các bạn ấn follow cái page đó để các bạn sẽ cập nhật thông tin nhé. Xong chưa? Rồi, nghe này. Từ bây giờ trở đi, cô cho anh sẽ không nói chuyện riêng nữa. Mình tập trung vào bài, em nhé. Xong chưa? Rồi. Ok các bạn thân mến, các bạn nghe giọng của cô đủ to chưa? Bây giờ mình bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học chuyên đề về lượng từ. Trợ với cái chuyên đề về lượng từ này thì cái phần lý thuyết cô cho anh đã chia sẻ cho các bạn ở trong cái mục tài liệu khóa học rồi. Trợ hôm nay cũng giống như cái buổi học trước, đó là thông qua cái việc mà cô cho anh chữa những cái câu trong tài liệu livestream này thì cô cho anh sẽ giúp em hiểu cái phần lượng từ trong tiếng Anh đó như thế nào. Nhưng thực ra thì tiếng Anh nó sẽ khác với môn như là môn toán của em. Chứ môn toán của em thì sẽ có gọi là giải thích, chứng minh, lập luận các kiểu. Nhưng mà môn tiếng Anh của cô về mặt ngữ pháp thì em chỉ cần thừa nhận nó thôi, đúng không ạ? Nhớ, nó là ngữ pháp của người ta và chúng ta chỉ thừa nhận nó thôi. Nên là ở cái phần học livestream này thì trên cơ sở các bạn thừa nhận những cái quy tắc về lượng từ đó. Và ở cái buổi livestream này thì cô cho anh sẽ giúp em hiểu những cái quy tắc đó, trợ giúp em áp dụng những cái quy tắc đó vào trong bài tập như thế nào. Nghe nhá. Rồi, bây giờ với cái câu số 1 của chúng ta, em nhìn thoáng qua 4 đáp án của cái câu này, được chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau này. Em sẽ xét từng phương án một cho cô, ok không ạ? Nghe nhá, những cái câu hỏi ngoài lề không có liên quan tới nội dung bài học hôm nay, cô nhờ chị Hồ Đan Minh Ngọc và anh Trần Hoàng Gia Bảo giải đáp giúp cô. Bây giờ cô sẽ tập trung vào bài. Chứ bây giờ cô cho anh mà giải đáp cho tất cả các bạn thì thứ nhất là những bạn mà đang có hứng thú học tập thì các bạn sẽ cảm thấy rất là chán, đúng không? Nó sẽ dẫn tới cái gián đoạn cái mạch bài. Chứ kể là như vậy thì cái buổi học của chúng ta sẽ kéo dài thậm chí 3-4 tiếng nhá. Được chưa? Nghe cô bảo đây. Bài hôm nay của cô rất rất khó, đúng không ạ? Bạn hít thở sâu chuẩn bị tinh thần cho cô này. Ngoài cái việc rất rất khó ra thì nó còn rất rất dài nữa. Nên là những bạn có thắc mắc những cái câu hỏi không liên quan nội dung bài học hôm nay, các bạn nhắn cho anh Trần Hoàng Gia Bảo hoặc là chị Hồ Đan Minh Ngọc hoặc là chị Trang Trần, hoặc là chị Thúy Hằng. Cô cho anh có bốn anh chị trợ lý hỗ trợ các bạn đấy ạ. Các bạn có thể nhắn cho các anh chị đó để các anh chị hỗ trợ nhé. Được chưa? Rồi, bây giờ em tập trung vào bài cho cô này. Cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu cái anh ý C và anh ý D, ok chưa? Rồi, với cái anh ý D, cô có với cái từ sau này. Với từ O, từ này của cô nghĩa là tất cả, được không ạ? Tất cả này cho từ 3 trở lên, em nhé. Rồi, thế này cô sẽ có với cái anh ý C của chúng ta thì sao? Ý C có với từ both, từ này của chúng ta nghĩa là cả hai. Vậy em nhớ cho cô là C và D của chúng ta đưa vào một dọ với nhau, bởi vì sao? Chứ bởi vì cô có từ both và từ all đều mang nghĩa là tất cả. Nhưng mà từ both là cả hai thôi. Thế còn từ all là tất cả cho từ 3 trở lên. Nghe cô cho anh bảo này, tập trung vào bài cho cô tí nữa, đừng bắt cô cho anh giảng lại vì em không chú ý, không tập trung. Nhớ, tội cho cô bởi vì là cô cho anh phải gọi là nói trong suốt thời gian là như buổi hôm nay chắc phải tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng liên tục như vậy. Thực sự rất là oải. Đấy nhá, nên là các bạn tập trung vào bài giúp cô. Chờ cô cho anh sẵn sàng giải đáp thắc mắc khi mà các bạn nghe cô cho anh giảng, các bạn không hiểu. Đấy nhá, này cô cho anh rất là ngại cái việc cái câu hỏi là giảng lại cho em, được không ạ? Đấy nhá, cô cho anh từng nói với các bạn ở buổi trước rồi. Đây cô lại này. Nhá, tập trung vào bài đi cho cô, không là bạn cứ một lúc mẹ cô cho anh nhắc như vậy nó sẽ mất thời gian của các bạn, được không ạ? Cô có từ both là cả hai, thế còn cô có từ all là tất cả cho từ 3 trở lên. Bây giờ cô sẽ còn với cái anh ý A
hoặc là anh ý B thì A cô có từ sau. Với từ among, từ này của chúng ta nghĩa là ở giữa. Đấy nhá. Chứ với cái từ among là ở giữa. Ở giữa cho từ 3 trở lên. Đó không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có với cái anh ý B của chúng ta thì sao? Chứ ý B của cô với từ sau. Với từ between, từ này của chúng ta cũng có nghĩa là ở giữa. Nhưng mà nghĩa là ở giữa hai thôi. Nhá, ví dụ cô có như sau này. Cô ấy đứng ở giữa đám đông. Vậy đám đông tức là rất là nhiều người thì cô sẽ dùng từ among, đúng không ạ? Thì cô có câu là cô ấy ngồi giữa tôi và Hùng chẳng hạn. Lúc ấy ở giữa hai thì cô sẽ dùng between, được không ạ? Rồi cô có từ both và từ all để bằng nghĩa là tất cả. Như là từ both là cho cả hai, còn từ all là tất cả cho từ ba trở lên. Vậy thì với câu số 1 để làm được cái câu này, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ trụ là hai. Thế nhá, hai là số nhiều rồi, đúng không ạ? Nên là em thấy rằng là đằng sau danh từ của chúng ta với cái từ, với từ novels nó có S này, đúng không ạ? Hai cái cuốn tiểu thuyết. Cô ấy đã viết hai cái cuốn tiểu thuyết. Em thấy rằng là ở đây căn cứ bằng cái số 2 này thì cô sẽ bỏ cái anh ý D. Vậy ý D của cô với từ O là tất cả cho từ 3 trở lên, đúng không ạ? Thế cô dịch là cô ấy viết hai cái cuốn tiểu thuyết và cả hai cái cuốn đó, đúng không ạ, đều được chuyển thể thành phim. Chúng ta có cái cấu trúc là be made into television, trợ chuyển thể thành phim truyền hình. Vậy cô dịch hoàn chỉnh câu đấy là cô ấy viết hai cái cuốn tiểu thuyết và cả hai cuốn tiểu thuyết đều được chuyển thể thành phim truyền hình. Vậy mang nghĩa là cả hai. Vậy thì với câu số 1 cô sẽ chọn được đáp án là anh ý C. Chứ ý A với B nó mang nghĩa là ở giữa cơ. Xong câu đấy nhé. Với cái câu số 2 tương tự như vậy. Chờ bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ for là 4, được không ạ? Rồi cái danh từ này ở buổi trước cô cho anh có giảng cho em rồi, không biết em còn nhớ không ạ? Cô cho anh có bảo với em như sau. Chờ một đứa trẻ. Chờ một đứa trẻ là a child. Ok. Thế còn từ hai đứa trẻ trở lên, người ta dùng children. Ok, vậy thì cô sẽ có children là những đứa trẻ, danh từ số nhiều nhé. Được không ạ? Vậy dịch là cô ấy có 4 đứa trẻ. Chú ý cô bằng từ for 4 này, được không ạ? Rồi, và vậy em sẽ xem cho cô như sau. Chúng ta đã học từ all với nghĩa là tất cả cho từ 3 trở lên, được không ạ? Thế này chúng ta sẽ có với cái anh ý B của mình thì sao? Ý B của cô với từ between là ở giữa. Nhớ ở giữa ở đây là ở giữa hai, được chưa? Rồi bây giờ cô sẽ còn với cái anh ý C hoặc là anh ý D. Cho ý C cô có từ sau. Từ đọc là neither, ok? Thì từ neither của chúng ta nghĩa là cả hai đều không, được không ạ? Nhớ với từ neither là cả hai đều không, được không ạ? Rồi cô có là neither là cả hai đều không, nó đi với câu khẳng định. Chợ thì nó xếp bằng với cái anh là either. Chợ đi với câu phủ định và nó mang nghĩa là cả hai đều không. Em nhớ cô là với cái anh là either. Nếu đi với phủ định nó mang nghĩa là cả hai đều không. Thế còn nếu nó đi với khẳng định thì nó mang nghĩa là một trong hai. Những cái phạm chủ đầu rất là khó. Thực ra cả nội dung bài hôm nay của chúng ta rất là khó. Nhưng nên các bạn nhớ, đặc biệt là những bạn mà các bạn ở cái mức mà gọi là mất gốc ấy, thì các bạn phải chịu khó. Và hôm nay cô cho anh cũng giảng rất là chậm, đúng không? Nói rất là rõ ràng. Cô nói lại này. Cứ có anh ý A, từ này chúng ta được nhắc tới lần thứ hai rồi. Với từ all là tất cả cho từ 3 trở lên. Cứ có từ between là ở giữa hai. Thế còn với anh ý C, cứ có từ neither. Nhờ từ này của chúng ta nghĩa là cả hai đều không. Chợ nghĩa của nó phủ định nhưng thể của nó thì ở thể khẳng định. Chợ và nó sẽ bằng với cái anh là either. Nhờ either đi với phủ định thì bằng neither đi với khẳng định. Nhờ ngoài đi với phủ định ra thì either còn có thể đi với khẳng định. Nếu đi với khẳng định nó mang nghĩa là một trong hai. Vậy thì với cái câu này của cô này, C và D của cô chỉ dùng cho hai thôi. Mà ở đây cô có từ for là 4 nên cô bỏ C bỏ D. Chợ ý B cô với từ between là ở giữa hai. Và đây cô có 4 cơ, phải để cô bỏ. Như vậy thì cô còn mỗi cái anh ý A để mà lựa chọn thôi. Cô ở dịch là cô ấy có 4 đứa con và tất cả đều dưới 5 tuổi. Ok chưa? Rồi tiếp tục cho cô với cái câu số 3. Chợ với cái câu số 3 cô có như sau này. Chợ cô sẽ căn cứ bằng từ trụ là 2. Ok chưa? Vậy nếu là 2 thì cô sẽ tự động bỏ được anh ý C. Bởi vì sao?
Thì cô có từ là tất cả cho từ 3 trở lên. Đấy nhá, nên cô bỏ ý C này. Thế này cô có anh ý B hoặc là anh ý A trước. Ý B cô có từ among là ở giữa. Nhưng mà cái này là ở giữa 3 trở lên. Thế nhá. Rồi, thế cô sẽ có với cái anh ý A thì sao? Ý A cô với từ neither, nghĩa là cả hai đều không. Nhớ, cả hai đều không, ok chưa? Bây giờ em sẽ xem phải căn cứ bằng từ true là 2. Vậy thì cô sẽ bỏ C bởi vì từ or là cho tất cả từ 3 trở lên. Cô sẽ bỏ B bởi B của cô cũng là ở giữa từ 3 trở lên cơ. Cho bây giờ cô sẽ còn với cái anh ý D của chúng ta. Với cái anh ý D thì bạn sẽ thừa nhận sau tất cả những cái lý thuyết mà cô cho anh giảng này ở trong cái mục tài liệu khoa học của em có rồi. Để nhớ hôm nay cô cho anh không muốn gióng đi gióng lại, nó bị rối màn hình thôi. Để cô biết ra đây cho em. Chờ cô có từ other. Chờ sau other sẽ cộng với danh từ số nhiều. Đây, thông qua cái việc chữ là cô cho anh nhắc lý thuyết cho em này. Sau other cộng với danh từ số nhiều. Hoặc nó cộng với danh từ không đếm được. Nhờ, mang nghĩa là những cái khác, những người khác. Chờ nó mang nghĩa là những cái khác. Ok, hoặc là những người khác. Vậy em thấy rằng là phía sau chỗ trống có từ works. Có S là động từ. Vậy suy ra chỗ này cô cần chủ ngữ cơ. Thì D của cô là sau other. Nó phải cộng với danh từ. Chứ nó không đứng một mình được. Nên anh ý D của cô sai. Như vậy thì với câu này bằng phương pháp loại trừ, câu số 3 cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý A. Vậy dịch là chúng tôi có hai chiếc TV, nhưng mà không có chiếc nào chạy được cả. Chợ không có chiếc nào hoạt động được cả. Ok chưa? Rồi tiện thể động đến từ other thì cô sẽ giảng tiếp cho em với cái phạm trù của câu số 7 này. Chứ với cái phạm trù về other là một cái phạm trù khó. Và vì cái phạm trù này khó thì cô cho anh có đăng video bổ trợ cho em rồi. Video bổ trợ tức là sao? Là cái phần video mà cô cho anh dạy trước cái phạm trù đó. Nhờ cô cho anh có nhắc anh bảo là nhắc các bạn trong nhóm là vào xem ở cái tuần 2 ở trong khóa của chúng ta trên Moon ấy, xem giúp cô video bổ trợ đó. Nếu bạn nào chưa xem thì sau cái buổi hôm nay chờ các bạn có thể xem video đó. Video đó nó chỉ có khoảng thời gian 5 phút thôi, nhưng mà sẽ giúp em hiểu sâu về phần này. Em xem cô như sau này. Nhìn cho cô, đây là tất tần tật lý thuyết về other. Chúng ta có là other cộng với danh từ số nhiều, như lúc cô tranh vừa giảng này. Ngoài other đi với danh từ số nhiều ra, nó có thể đi với danh từ không đếm được nữa, mang nghĩa là những cái khác, những người khác. Có nghĩa là có nghĩa là cái từ other này nó không thể đứng một mình được, theo sau nó phải cộng với danh từ, hoặc danh từ số nhiều hoặc danh từ không đến được. Thế còn với danh từ số ít thì mình sẽ dùng cái gì? Thì chúng ta sẽ có lý thuyết là another. Chứ ở sau another thì cộng với danh từ số ít. Vậy em nhớ cho cô này phân biệt này. Chứ ở sau another cộng với danh từ số ít nghĩa là cái khác, người khác. Chứ ở tiếp này cô có là other thì cộng với danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được, mang nghĩa là những cái khác, những người khác. Nhớ, ngoài ra này, chúng ta có là other thì cộng với once. Nhớ, rồi nhá. Quan sợ đây là đại từ, thì nghĩa là những cái khác. Chúng ta lại có là another thì cộng với one. Vậy thấy có sự khác biệt đấy ạ. Sau another thì từ one của chúng ta không có hết. Thế còn sau other thì từ one của chúng ta có hết. Những cái khác. Rồi nhá, tiếp này. Chờ chúng ta có là other cộng với danh từ số nhiều. Thì nó sẽ bằng cái từ other có hết này. Đứng một mình được sử dụng như đại từ. Vậy em có thể nhớ cho cô như sau này. Đó là sau other thì phải cộng với danh từ. Danh từ gì? Danh từ số nhiều hoặc danh từ không được. Thì nó sẽ bằng cái từ others có S này đứng một mình. Đấy nhá, được không ạ? Cái từ other này không đứng một mình được, theo sau nó phải cộng danh từ. Nhưng mà cái từ other có S vào lại đứng được một mình. Được chưa? Tiếp này. Em sẽ xem cho cô như sau. Bây giờ cô sẽ phân biệt cho em sự khác nhau giữa the other và the others. Chứ em nhớ cô là khi cái từ others mà có S rồi đằng sau nó sẽ không cộng danh từ nữa nhé. Chúng ta có là the other là cái còn lại trong hai cái. Người còn lại trong hai người. Chứ chúng ta có là the others là những cái còn lại hoặc những người còn lại trong một nhóm gồm có nhiều thứ hoặc nhiều người. Đó không ạ? Thế nhá, phân biệt other và others. Chứ theo sau other thường là danh từ hoặc đại từ. Chứ thế còn sau others của chúng ta, bản thân nó có S thì nó sẽ không, nó là một đại từ rồi. Nên nó sẽ không cần có bất cứ danh từ nó theo sau nữa. Đó không ạ? Rồi, tiếp này, bạn lưu ý cho cô ấy sau này. Chứ another cộng với danh từ số ít, ngoài ra another có thể được sử dụng như một đại từ, tức nó có thể đứng một mình được. Đấy nhá. Bạn nghe cái đống này thì bạn sẽ thấy nó rất là dối. Đúng ạ, bây giờ cô cho anh sẽ chỉ thẳng vào bài cho em luôn này. Thông qua cái việc mà cô cho anh chữa những câu trong bài tập này, cô sẽ nhấn giúp em phân biệt được. Nhá, bây giờ xem cho cô nhá.
với cái câu số 7 của chúng ta. Em sẽ căn cứ cho cô bằng từ work, ok? Đúng không ạ? Căn cứ cho cô bằng từ work. Từ này của chúng ta có thể là danh từ, có thể là động từ. Ở đây các bạn căn cứ bằng từ is là động từ to be rồi. Vậy trong một câu chỉ có một động từ thôi. Vậy suy ra cô suy ra cái từ work. Từ này cô là công việc và nó là danh từ. Chờ bạn nhớ cô là nếu như cái danh từ này mà đếm được thì nó có S rồi. Riêng cái dạng bài về lượng từ nhá. Vậy thì nếu cái danh từ đó mà đếm được thì nó đã có S rồi. Vậy thì cô sẽ suy ra là work là danh từ không đếm được. Ok, bạn thân mến. Đại từ là từ đúng không ạ? Mà nó có thể chỉ cho một cái nhóm. Ở tuần sau chúng ta sẽ học chuyên đề về đại từ đấy. Tuần sau chúng ta sẽ học về đại từ và em sẽ hiểu kỹ hơn. Bây giờ bạn chỉ cần thừa nhận cho cô như vậy thôi. Đại từ có thể đóng vai, có thể đứng một mình, không cần theo sau danh từ. Tôi có thể đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu. Để nhá. Bây giờ cô quay lại với câu số 7 này. Với câu số 7 cô đang xác định từ work là danh từ không đếm được. Em nhớ cho cô từ này. Với cái từ là work, nếu động từ nó nghĩa là làm việc. Nếu là danh từ không đếm được, nó mang nghĩa là công việc. Thế còn với cái từ work mà nó thêm S vào. Khi nó thêm S vào thì nó không phải là danh từ số nhiều của công việc đâu ạ. Khi nó thêm S vào thì nó sẽ mang nghĩa là công trình, là tác phẩm, chứ không phải là công việc nữa. Nhớ nhé. Vậy thì với cái câu này em sẽ căn cứ bằng từ work là danh từ không đếm được. Thứ nhất là chúng ta không có lý thuyết là the another. Em nhìn cho cô này, tất cả những cái cấu trúc của other. So other có thể đứng một mình như một đại từ. Other có thể cộng với số đếm, cộng với danh từ số nhiều, nghĩa là thêm bao nhiêu nữa. Được không ạ? Thế này, another có thể cộng với one, hoặc là another cộng với danh từ số ít. Vậy là không có trường hợp nào là the another cả. Nên là ý A của cô sai về cấu trúc rồi, bỏ luôn. Được không ạ? Thế này cô sẽ có với cái anh ý B, ý C và ý D. Cô có bảo với em là khi cái từ others mày có S thì đằng sau nó sẽ không cộng danh từ nữa, nó có thể đứng một mình làm đại từ được. Và đằng sau cô vẫn còn danh từ nên cô sẽ bỏ B, bỏ D. Như vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án là ý C. Ý C nó sẽ áp dụng theo cái lý thuyết sau này. Đó là so other cộng với danh từ không đếm được. Để nhá, được không ạ? Vậy thì với câu này dịch là không có cái công việc nào có sẵn at the moment, vào thời điểm hiện tại. Rồi, xong câu đấy chuyện cô sang với câu số 8. Câu số 8 chưa làm được, để lại câu 8 cho cô này. Làm cho cô với cái câu số 9. Bây giờ cô sẽ chạy một loạt với cái anh là other đã nhé. Làm cho cô với câu số 9 xem nào. Với cái câu số 9, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái thành phần phía sau của chỗ trống. Thành phần phía sau trống thì bạn sẽ nhìn thấy có mặt của từ sau. Nhìn thấy có mặt của từ 3 là 3, đúng không ạ? Vậy nó sẽ là số đếm. Rồi đằng sau cô có từ month là danh từ số nhiều. Vậy trong những cái quy tắc đó, chúng ta có cái quy tắc là another cộng với số đếm. Số đếm là 1, 2, 3, 4, 5 ạ. Sau another cộng với số đếm thì nó sẽ cộng với danh từ số nhiều, nghĩa là thêm bao nhiêu nữa. Vậy thì ở đây bạn sẽ thấy rằng là có mỗi cái anh đó mới có quy tắc đó thôi. Vậy có thể nhớ là sau another có thể cộng với danh từ số ít. Ngoài ra nó có thể cộng với số đếm. Nếu nó cộng với số đếm thì đằng sau nó sẽ cộng danh từ số nhiều. Được không ạ? Another cộng với danh từ số ít nghĩa là cái khác, người khác. Thế còn another cộng với số đếm cộng danh từ số nhiều nghĩa là thêm bao nhiêu nữa. Về với câu dịch nhân sau Justin, hãy nghĩ mà xem. Chỉ 3 tháng nữa thôi là lại mùa hè rồi. Đấy nhá. Vậy thì với câu 9, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý D. Sau câu số 9, chuyển cô sang câu số 10. Với cái câu số 10, em sẽ căn cứ bằng từ bring. Chúng ta có cái cấu trúc là bring something, mang cái gì, đúng không ạ? Đằng sau cô có on cộng với danh từ này sẽ là thành phần trạng ngữ chỉ thời gian. Đấy nhá, trạng ngữ là gì? Rất là xin lỗi các bạn, chúng ta chưa học tới, đúng không ạ? Bây giờ bạn sẽ chỉ cần thừa nhận cho cô như sau này. On Wednesday là vào thứ tư, đúng không ạ? Đấy nhá. Đấy là cả vào thứ tư, đây nó sẽ là trạng ngữ chỉ thời gian này, đúng không ạ? Nó chỉ thời gian mà, vậy nó không phải là danh từ. Cô có cấu trúc là bring something, tức là ở đây cô sẽ là tân ngữ, đúng không ạ? Tân ngữ sẽ là danh từ đó có cho làm tân ngữ, cái này tuần 1 mình học rồi. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cô phải cần một cái lượng từ mà có thể đóng vai trò làm tân ngữ được. Đấy nhá. Vậy em sẽ xem cho cô như sau. Bạn sẽ thấy như sau này. Cô sẽ có cái lý thuyết là anh ý C thì sao? Em nhìn cho cô này. Cô bảo với em là sau other không thể đứng một mình được. Sau other hoặc là cộng với once, hoặc cộng với danh từ số nhiều.
hoặc cộng với danh từ không đếm được. Thế nhá. Thế còn nếu muốn đứng một mình thì nó sẽ phải là others có s cơ. Thế nhá. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là anh ý xe của cô không đứng một mình được, cô bỏ được không ạ? Rồi tiếp này, cô có với cái anh ý the other, từ này nghĩa là gì? Em xem cô đây. Với cái anh là the other là cái còn lại trong hai cái, người còn lại trong hai người. Để em xem cho cô nhé. Chờ cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách vào tuần trước và hứa mang một cuốn khác vào thứ tư này. Đấy là cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách chứ không hề ám chỉ là cô ấy có hai cuốn sách đưa tôi một cuốn, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ loại trừ cái anh ý A. Rồi tiếp còn với anh ý B thì sao? Ý B chúng ta có cái lý thuyết là the others là những cái còn lại hoặc những người còn lại trong một nhóm gồm có nhiều thứ hoặc nhiều người. Nhưng mà ở đây thì bạn sẽ thấy rằng là cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách và hứa mang cho một cuốn khác thôi, chứ không phải là những cuốn khác, nên ý B của cô sai. Bây giờ cô sẽ chỉ còn đáp án ý D. Em nhìn thấy cô này. Với cái từ another, nó có thể được sử dụng như một đại từ, tức là có thể đứng một mình được, đúng không ạ? Và mang nghĩa là cái khác, nhá. Vậy thì ở trong ngữ cảnh cô này dịch là cuốn sách khác, một cuốn sách khác thôi. Cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách vào tuần trước và hứa mang cho tôi một cuốn khác vào thứ tư này. Vậy thì với câu này cô chọn được ý D. Rồi tiếp này làm cho cô với câu số 11 nè. Với cái câu số 11, em nhìn cho cô vào thành phần phía sau của chỗ trống. Chứ ở phía sau chỗ trống thì em sẽ thấy nó có mặt của từ sau. Nhưng em thấy có mặt của từ disagree. Ok, cô có disagree là động từ, nghĩa là không đồng ý, không đồng tình. Vậy chúng ta sẽ thấy là theo cái cấu trúc câu mà chúng ta đã học ở tuần trước ấy, đó là trước động từ chúng ta sẽ phải cần chủ ngữ, được không ạ? Đấy nhá. Vậy thì cần chủ ngữ thì cô sẽ loại cái anh ý C. Bởi vì sao cô bảo như vậy? Cô nói từ lẫn giờ rồi này. Chứ cái anh other này anh không đứng một mình được. Chứ theo sau anh ấy phải có là từ once. Ok, nếu không có từ once nó phải cộng với danh từ, chứ phải đứng một mình được. Nên cô bỏ ý C. Chứ tiếp này không có cái cấu trúc là others of, nên là ý B của cô bỏ. Bây giờ cô sẽ chỉ còn anh ý A hoặc anh ý D mà thôi. Xem cho cô nhé. Ý A chúng ta có lý thuyết là the other là cái còn lại trong hai cái, người còn lại trong hai người. Em xem cho cô xem ở đây người ta có đề cập đến hai cái không? Cứ có từ some là một vài, nhỡ sang thì là nhà khoa học. Một vài nhà khoa học nghĩ rằng, chờ chúng ta có cái cấu trúc là should, cậu bác nguyên dạng, lên làm gì, mà cho khuyên bảo. Cứ có động từ reduce là giảm, chờ the number số lượng, nhỡ fly là chuyến bay. Chờ to cậu bác nguyên dạng để mà chỉ mục đích dịch là, chờ với động từ prevent là ngăn cản. Chờ global warming nóng lên toàn cầu. Cứ có từ disagree là không đồng ý, không đồng tình. Vậy thì với câu này cô dịch là một số nhà khoa học nghĩ rằng chúng ta nên giảm số lượng chuyến bay để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. Thế còn những nhà khoa học khác thì không đồng tình với điều đó. Vậy ở đây cô sẽ cần là những nhà, một số nhà khoa học thì nghĩ vậy. Thế còn những cái ông khác thì nghĩ khác. Vậy thì cô sẽ không chọn ý A được. Ý A cô là the other là cái còn lại trong hai. Ở đây nó không đề cập đến một trong hai nhà khoa học nào cả. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được 11 của chúng ta là anh ý D. Được không ạ? Chờ ý D cô với từ others là những cái khác, những người khác. Nó sẽ bằng cái anh là other cộng với danh từ số nhiều. Ok chưa? Rồi tiếp này. Làm cho cô với cái câu số 12. Nào với câu số 12, em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào đây ạ? Đấy nhá. Nào, với câu số 12, em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào đây ạ? Ok. Nào, làm cho cô với câu số 12. Cô đánh dấu mấy câu này tí nữa mình không quên. Ok. Dạ, với cái câu số 12, bạn ấy chọn được đáp án của câu này là anh ý gì đấy ạ? Bạn thân mến, cô trai anh đang xem livestream trên một thiết bị khác thì cô thấy mạng, ánh sáng, âm thanh đều ổn. Để nhá. Với cái câu số 12 tương tự như vậy, em xem cho cô như sau này. Dạ, với cái câu số 12, em nhìn cho cô thành phần sau chỗ trống. Thành phần sau chúng cô có từ were. Ok, window là thì tương lai đơ này. Vậy đây nó sẽ là động từ. Đấy nhá. Dạ, động từ chúng ta sẽ học ở tuần sau nữa cơ. Em thừa nhận cho cô như là sau này. Trước động từ sẽ phải là chủ ngữ. Được không ạ? Tức là cô sẽ phải cần một từ đứng một mình, không cần theo sau bởi danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ được. Vậy để đóng vai trò làm chủ ngữ nó phải là đại từ hoặc là danh từ. Vậy thì cô sẽ không chọn cái anh ý B được. Cô cho anh nhắc là này lần thứ tư, lần thứ năm rồi này. Sau cái từ other nó phải cộng với danh từ. Có thể là danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được, đúng không ạ? Chứ nó không thể đứng một mình được. Nên cô bỏ ý B. Cô có lý thuyết là other cộng với danh từ số nhiều thì bằng others đứng một mình, nghĩa là những cái khác, những người khác. Vậy cái anh này của cô có thể đứng một mình được này, đúng không ạ? Rồi nhá, xem cho cô này. Ở đằng trước người ta hỏi là would you like, bạn muốn.
Chứ bạn muốn cái metal là bằng kim loại hay là bằng plastic, bằng nhựa? Vậy bạn thấy được là ở đây người ta hỏi một trong hai cái. Bạn thích cái bằng kim loại hay bằng nhựa? Vậy là hỏi một trong hai thôi. Vậy ý C đảm bảo thỏa mãn là có thể đứng một mình được. Nhưng ý C cô là những cái khác thì không phải. Được không ạ? Nên là cô sẽ bỏ. Ý A, lúc trước mình học từ này rồi này. Với từ all là tất cả cho từ 3 trở lên. Trong này người ta hỏi một trong hai thôi. Nên ý A cô cũng bỏ. Do đó với câu này cô chọn được ý D. Chờ, lúc trước cô cho anh có bảo với em là cái từ either. Nếu nó đi với câu phủ định, nó mang nghĩa là cả hai đều không. Thế còn nếu đi với khẳng định, nó mang nghĩa là một trong hai. Vậy thì ở đây em thấy được là phía sau cô là khẳng định, nghĩa nên sẽ dịch là một trong hai. Vậy là bạn thích cái kim loại hơn hay là cái bằng nhựa hơn? Vậy trả lời là cái nào cũng được, nghĩa một trong hai cái đấy đều được. Đấy nhá, được chưa, được chưa? Bởi vì chúng ta chưa học động từ nên bạn nhớ cho cô sao? Những bạn bất gốc thì bạn nhớ cô sao? Nhựa thể phủ định, tức là nó sẽ có cái từ là not đứng ở giữa. Ở nhá, nếu không phải nó thì nó sẽ dùng là, ví dụ như là với to be nó sẽ là có cái phẩy, nhựa phẩy, cho n phẩy t như này. Được không ạ? Tí nữa cô trai sẽ chỉ cho em. Xong câu số 12 chuyển cô sang câu số 13. Với cái câu số 13 em sẽ nhìn cho cô vào thành phần phía sau của chỗ trống. Phía sau chỗ trống thì bạn sẽ căn cứ bằng từ sau. Chờ, bạn sẽ căn cứ bằng cái từ, bằng từ medicine. Nhớ cô có từ medicine có S đúng không ạ? Vậy nó sẽ là danh từ số nhiều. Và cô Tranh có bảo với em là khi cái từ others mà có S rồi thì đằng sau nó sẽ không cộng danh từ nữa. Nên là anh ý D của cô bảo. Chờ, cứ có S thì đằng sau nó sẽ không cần danh từ nữa. Lên ý B cô bỏ. Và cô Tranh có bảo với em là không có the another. Lên ý A cô bỏ. Sau đó với câu 13 cô chọn được câu đấy là anh ý C. Chúng ta có lý thuyết là other cộng với danh từ số nhiều, mang nghĩa là những cái khác, những người khác. Đấy, cô có từ drop là thuốc, đúng không? Cái loại thuốc này có thể được sử dụng safely, an toàn. Chờ, khi mà kết hợp với những cái loại thuốc khác. Đấy nhá. Rồi tiếp này với câu số 14 chúng ta chưa học phần này, để lại phần này lại cho cô. Đấy, chờ, bạn thân mến, với cái nội dung trang 1, thôi tí nữa cô cho anh chữa hết rồi cô cho anh hỏi em sau. Thì cô sẽ chạy một loạt những cái nội dung mà bạn vừa làm nữa nhé. Bạn làm cho cô với câu số 19 nào. Sau một thời gian gọi là nói một thôi một hồi, bây giờ các bạn xử lý cho cô câu 19 xem nào. Rồi, trên cơ sở em hiểu nội dung cô cho anh vừa giảng, em xử lý cho cô câu 19, câu số 22. Ok. Chờ, xử lý cho cô câu số 19 và câu số 22. Giờ em sẽ làm cho cô xem là. Bạn Thanh Thư thân mến, bài tập làm thêm không chấm chuyên cần, nhưng nó chính là bài tập củng cố của cả tuần. Nên là bạn nên làm nhá, khuyến khích làm, bắt buộc làm nhưng không chấm chuyên cần. Đúng không ạ? Thực ra thì tất cả những nội dung mà cô Tranh đưa vào trong khóa học này của chúng ta đều cần cho các bạn cả. Nếu bạn nào đã từng học các khóa ngữ pháp trước đó của cô thì bạn sẽ thấy rằng là ở khóa này cô Tranh đã gọi là giảm cái số lượng bài tập nhiều nhất thì có thể rồi. Đúng không ạ? Ok. Nào với câu số 19 nhá. Em sẽ căn cứ cho cô bằng cái thành phần ở phía sau của chỗ trống. Chờ, ở cái thành phần phía sau chỗ trống thì bạn sẽ nhìn thấy có mặt của từ once. Ok. Chờ, bạn sẽ thấy được là theo cái lý thuyết mà chúng ta đã từng học đúng không ạ, thì cô có bảo với em là cái từ others khi nó có s thì đằng sau nó không cộng với danh từ gì cả, không cộng với từ gì nữa cả, thì B của cô sai, được chưa? Rồi tiếp này em sẽ xem cho cô. Rồi, chúng ta có lý thuyết là other thì đi với once. Rồi, chúng ta có lý thuyết là another thì đi với one. Rồi, another thì đi với từ once số ít nhá, thế còn other thì đi với từ once, được không ạ? Vậy thì theo cái quy tắc như vậy thì cô dễ dàng chọn được câu số 19 của chúng ta là anh ý C. Chờ, tôi thích cái này. Nhận thế còn những cái khác thì sao? Đấy, other ones, những cái khác. Rồi, cô có với câu số 22. Với câu số 2 tương tự như vậy. Nhá, nhìn cho cô như sau. Với cái câu số 2 của chúng ta, nó có một cái từ rất là quan trọng, em phải lưu ý cho cô. Chờ, bạn sẽ căn cứ bằng từ chu là hơi. Nhớ cho cô cái này hơi này. Chờ, cô có từ kitten là con mèo con, được không ạ? Cô có từ kitten là kiểu mèo con này. Cô ấy có hai con mèo con. Chợ, một con thì màu đen, thế còn con khác thì màu trắng tuyền, tức là trắng hết. Đấy nhá, vậy bây giờ này, điểm mấu chốt trong này là cô ấy có hai con mèo, một con màu đen thì suy ra là cái con còn lại trong số hai con đó, được không ạ? Cô có với anh ý B xét cho cô xem nào. Cho ý B chúng ta có lý thuyết là the others, là những cái còn lại hoặc những người còn lại trong một nhóm gồm có nhiều thứ hoặc nhiều người. Trong đó em thấy rằng là ở đây nhóm của chúng ta chỉ có hai con mèo thôi. Vậy ý B của cô không được nhá. Ví dụ cô có như sau này. Chưa, cô ấy luôn tách mình ra với những bạn khác trong lớp. Đúng không ạ? Vậy thì bác sẽ là những người khác trong lớp đó thì cô sẽ dùng là the others, là những người còn lại trong nhóm. Nhóm ở đây chính là lớp. Đấy nhá. Rồi. Thế cô có bảo với em từ others, từ này nghĩa là những cái khác, những người khác.
Nhưng ở đây nó chỉ có hai con thôi nên D của cô không được. Ý C cô có another, từ này chúng ta nghĩa là cái khác, người khác, không trong bộ, không trong nhóm nào cả. Ở đây có hai con đúng không ạ? Nhắc tới hai con và một con thì màu đen, thì con còn lại trong số hai con đó. Vậy cô sẽ chọn 22 của chúng ta là ai nhỉ ha? Trời ơi, cô có là the other là cái còn lại trong hai, người còn lại trong hai. Ok chưa? Hiểu vấn đề chưa? Nhá, bạn hiểu vấn đề chưa? Rồi, tiếp này cô sẽ có với cái câu số, xem nào. Làm cho cô câu số 2 tà, cô chạy vấn đề đấy ạ. Đấy nhá, trong cái bài hôm nay của chúng ta có hai cái phạm trù khó là phạm trù về other and other và phạm trù là most, mostly, ok, almost. Thì hai cái phạm trù là khó đó, cô Tranh có làm video bổ trợ cho em rồi. Nào bây giờ sẽ xử lý cho cô câu 28 đi ạ. Với cái câu số 28, em sẽ xử lý được câu này như nào ạ? Làm cho cô câu số 28, câu số 34, cho câu số 38, câu số 39, đấy, mấy câu đấy thôi. Vậy là một trong hai cái phạm trù khó của nội dung bài hôm nay thì cô Tranh đã giúp các bạn trải qua rồi. Thì những cái phần sau nó sẽ không khó nữa. Đấy nhá, được chưa, được chưa? Nếu bạn nào mà nghe cô Tranh giảng như vậy mà thấy mình vẫn còn rất là mơ hồ thì là dành thời gian xem giúp cô cái phần video bổ trợ đó, chỉ có 5 phút thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho em hiểu tường tận. Chiều nay cô Tranh dạy con trai cô về cái bài này. Đấy, đó. bạn ấy cũng bị rối với cái phạm trù về other and other này, mà cô Tranh cũng đưa cho bạn xem video đó xem cái bạn hiểu ngay. Nhưng cô nghĩ là các bạn cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng thực ra con trai cô không phải học giỏi tiếng Anh gì cả, tầm tầm như các bạn thôi. Đó không ạ? Nào với cái câu số 28 của chúng ta, em sẽ căn cứ cho cô bằng từ one. Ok. Vậy em sẽ xem cho cô như sau này. Ở cái mục lý thuyết này cô Tranh có bảo với em là other cộng với once. Đấy nhá. Thế còn another thì cộng với one. Nhớ cho cô hai cái phạm trù này. Chứ another thì đi với one, thế còn other thì đi với once. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây chỉ cần căn cứ bằng từ one thôi, cô sẽ dễ dàng chọn được anh ý B. Chỉ có hai phạm trù đó thôi, đúng không ạ? Thì là cô ấy vừa chấm dứt với cái gã bạn trai đó và bản thân cô ấy tìm được một người khác rồi. Đấy, đúng không ạ? Không có thằng cha này thì sẽ có thằng cha khác, nên là đừng bao giờ tốn nước mắt vì những cái không đáng. Đấy, được không ạ? Rồi, xong câu số 28, chuyển cho cô sang với câu số 34. Đấy nhá. Nhá, có ai thấy hơi nhanh không ạ? Các bạn thấy nhanh à? Thế cô Tranh giảng chậm hơn nhá. Bạn nhớ cho cô là trước cái buổi học livestream bạn xem qua lý thuyết giúp cô. Cho em thử xem là áp dụng cái lý thuyết đó vào làm bài có làm được không? Nhá, thực ra cũng không bắt buộc phải làm đâu, mà xem qua cho cô cả tài liệu livestream này nữa. Đó không ạ? Rồi, thấy nhanh nào thì cô Tranh giảm chậm hơn nhé. Thấy như nào thì bảo cô, được không ạ? Rồi, với cái câu số 34, nhìn cho cô nhớ là lượng từ đấy phải nhớ cô thành phần phía sau. Chứ bạn sẽ căn cứ bằng từ chủ là 2, là số đếm, đúng chưa? Cô Tranh có bảo với em là khi cái từ others mà có S thì nó sẽ không cộng với danh từ phía sau đâu. Thì B của cô bảo. Để cho em xem cô này, với cái số đếm và đằng sau là danh từ số nhiều thì nó sẽ chỉ có cái quy tắc này thôi này. Mình có cái quy tắc là another cộng với số đếm thì nó sẽ cộng với danh từ số nhiều, nghĩa là thêm bao nhiêu nữa. Đó không ạ? Vậy thì với câu số 34, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý đây luôn nhá. Yeah. Dịch là hộ chiếu của tôi có hiệu lực trong 2 tháng nữa. Đó không ạ? Trong 2 năm nữa, sorry. Xong chưa? Rồi, em làm cho cô câu 38 và câu 39 đi. Nào, nhanh thì cô trai cho bạn thời gian nghĩ. Nhớ là với câu số 38 và câu số 39 em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào đây ạ? Ô mà cái câu 38 mình nhìn nó trùng rồi sao ấy? Đúng không ạ? À câu 39 trùng rồi sao ấy? Chứ câu 39 cũng có từ work là công việc, danh từ không đếm được. Chứ với danh từ không đếm được cô sẽ không chọn ý C, bởi vì sau another phải cộng với danh từ số ít. Nhớ, đúng không ạ? Cô bỏ ý C này. Và cô bảo với em là khi cái từ others mà có S nó sẽ không cộng với danh từ phía sau nữa, cô bỏ B. Chứ chúng ta có lý thuyết là the other là cái còn lại trong hai, người còn lại trong hai. Ở đây cô dịch là hiện tại không còn công việc nào nữa. Vậy nó không liên quan gì đến hai ở đây cả, nên cô bỏ ý D. Vậy với cô 39 cô chọn được ý A. Ý A chúng ta có lý thuyết như sau này. Mình có cái lý thuyết là sau other cộng với danh từ không đếm được, mà nghĩa là cái khác. Vậy thì với 39 cô chọn ý A. Câu này cô Tranh chữ luôn, bởi vì câu này chúng ta thấy là nó trùng với cái nội dung mà cô Tranh chữ lúc trước rồi. Em làm cho cô 38 đi ạ. Nào với cô 38 sẽ làm được như nào đây ạ? Chờ bạn Quỳnh thân mến này, cô Tranh vừa bảo với em rồi đấy ạ. The other là cái còn lại trong hai cái, người còn lại trong hai người. Thế còn từ other nó không đứng một mình được, theo sau nó phải cộng danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được và mang nghĩa là những cái khác, những người khác. Nhá, yeah, được chưa? Nào với câu số 38,
Em thấy rằng đằng sau có là to do. Yeah, to do sẽ là to verb đấy ạ. Đúng không ạ? Vậy thì suy ra là phía trước của chúng ta sẽ phải là tân ngữ. Chúng ta có cái cấu trúc là expect. Ok, somebody. To do something, mong đợi ai đó làm gì. Mà ở buổi trước chúng ta có học là tân ngữ. Nó sẽ là danh từ. Danh từ có thể đóng vai trò làm chủ ngữ của tân ngữ ở câu. Vậy em xem cho cô rồi. Có thể là danh từ. Tuần sau chúng ta sẽ học về đại từ. Vậy thì bạn nhớ là tân ngữ của chúng ta có thể là danh từ hoặc là đại từ. Bây giờ xem cho cô như sau này. Cô Trang bảo với bạn rất nhiều lần rồi, đó là với cái từ other nó không đứng một mình được. Thì ở đằng sau nó không thể cộng động từ được. Nó phải cần có danh từ. Danh từ hoặc danh từ số nhiều, hoặc danh từ không không đếm được, mà nghĩa là những cái khác, những người khác. Vậy nghĩa của chúng ta không được. Đúng không ạ? Tiếp này. Cô có là the other là cái còn lại trong hai. Phân biệt B với D cho cô này. Ý B là nhựa cô có là the other là cái còn lại trong hai, người còn lại trong hai. Còn cô có là the others là những cái còn lại hoặc những người còn lại trong một nhóm gồm có nhiều thứ hoặc nhiều người. Để xem câu này nhé. Dịch là bạn không nên mong chờ người khác làm việc, làm cái phần việc của bạn. Chờ vậy thì câu này cô chỉ cần là những người khác thôi, chứ không 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 có ám chỉ trong bộ, trong nhóm hai người nào cả. Vậy cô sẽ bỏ ý đi. Thế còn ý B của chúng ta, the others là những cái còn lại hoặc những người còn lại trong một nhóm, trong một bộ nào đó. Vậy nó không hề đề cập đến những cái người khác trong cái nhóm, trong bộ nào cả. Vậy thì cô sẽ bỏ anh ý B. Vậy thì với câu 38, cô chọn được câu đấy là ý C. Ý C câu với từ others có S đứng một mình được, đúng không ạ? Đóng vai trò là, nó là đại từ thì có thể đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ. Vậy nhá. Mang nghĩa là những cái khác hoặc những người khác. Ở trong cái cảnh câu này dịch là bạn không nên mong đợi, đúng không ạ? Người khác, những người khác làm việc giúp bạn. Vậy thì 38, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý C. Ok chưa? Được rồi nhá, bây giờ em sẽ quay lại cho cô như sau này. Tí nữa, cuối giờ cô cho anh sẽ giải đáp thắc mắc cho em. Bây giờ cô cứ chạy một lượt đã này. Yeah, tuy nhiên thì nếu mà thấy cô cho anh giảng nhanh quá thì bảo cô để cô cho anh phanh lại, đúng không ạ? Rồi nhá, tiếp này bây giờ cô sẽ để cái phần khó nhất xuống cuối lại, đúng không ạ? Bây giờ bạn học thêm một cái phần khó nữa thì bạn sẽ thấy rất là chán. Bây giờ cô sẽ để một cái phần khó, đó là phần most. Ok, từ almost, từ mostly, để phần đấy lại. Bây giờ chúng ta sẽ chữa tất cả những câu khác. Bây giờ bạn sẽ làm cho cô với câu số 5 nào. Được chưa, nào. Nghe là cô giảng chậm đi rồi nhất trí. Bây giờ cô sẽ giảng chậm hơn nhé. Với cái câu số 5, với cái dạng bài tập về lượng từ thì em nhớ là lượng từ dùng trước danh từ. Vậy em sẽ phải căn cứ bằng danh từ phía sau chỗ trống. Em nhìn thấy có từ people. Chờ, và nếu em học cái bài tuần trước thì em sẽ thấy rằng là một người người ta dùng là person. Đúng không ạ? Thế còn từ hai người trở lên người ta dùng từ people. Vậy suy ra từ people là danh từ số nhiều đếm được. Em xem cho cô này. Bây giờ bạn sẽ gióng vào trong cái phần lý thuyết trong tài liệu khóa học của em. Giờ mình sẽ tìm hiểu từng anh một nhá. Tìm hiểu cho cô với cái anh ý đê. Thứ nhất là cái từ này của chúng ta với nghĩa là gì? Thì cô có như sau. Cô có từ much. Từ này của chúng ta với nghĩa là nhiều. Đúng không ạ? Xem này đằng sau nó cộng với cái gì? Rồi nhìn cho cô như sau này. Chợ với những cái từ mang nghĩa là nhiều. Chợ thì em nghĩ nhìn thấy có cái từ much nó ở đây. Chợ nó đi với danh từ không đếm được nhá. Chợ cô có từ many cũng là nhiều nhưng nó đi với danh từ đếm được. Đấy, lưu ý cho cô này. Vậy cô có thể viết ra đây là sau cái từ much nó sẽ cộng với danh từ không đếm được. Ok chưa? Trong khi đó ở đây sẽ thấy có cái từ là people là nhiều người. Vậy đó là danh từ đếm được. Như vậy thì cô sẽ bỏ cái anh ý D. Được chưa? Rồi nhá. Em cứ xét lần lượt từng phương án cho cô một. Với anh ý C thì sao? Với cái anh là amount, em nhìn cho cô như sau này, ở trong lý thuyết của mình có hết mà. Chờ, cái sách mà cô Trang đang chiếu này thực ra nó chỉ là trình bày lý thuyết dưới dạng sơ đồ tư duy thôi. Chứ còn nội dung nó vẫn giống như trong cái tài liệu khóa học của em. Bạn nhìn thấy là có cái lý thuyết là a large amount. Chờ, nó cũng mang nghĩa là nhiều, nhưng vấn đề nó đi với danh từ không đếm được cơ. Đúng không ạ? Thứ nhất là với cái câu này cô có cái cấu trúc là a large amount. Thì bạn thấy rằng là với cái anh ý C của cô nó không có là nó sai về cấu trúc rồi. Chưa kể nó phải cộng với danh từ không đếm được nên ý C của cô sai. Em có hiểu tại sao là tuần này cô trai lại cho em học lượng từ không ạ? Bởi vì nó sẽ gắn luôn với cái phần danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ đếm được, danh từ không đếm được mà chúng ta học ở tuần trước. Để nhá. Rồi cô sẽ có với cái anh ý A của cô thì sao? Thử xem này. Chợ với anh ý A cô có như sau. Chợ dear. Đây ạ. À. Mình có cái cấu trúc là a great dear. Nhớ vậy mình sẽ có lý thuyết là much thì bằng với a great dear bằng với a large amount. Chứ nó mang nghĩa là nhiều, nhưng đi với danh từ không đếm được. Em thấy rằng là ý A theo cấu trúc thiếu of là đã sai rồi. Chứ đi với danh từ không đếm được, vậy cô sẽ bỏ hết A, C, D
Bây giờ cô sẽ chỉ còn anh ý B mà thôi nhá. Ý B sẽ nhìn cô này. Chúng ta có lý thuyết là a great many. Chưa? Nhá, cô có từ many thì bằng với a large number, bằng với a great many, bằng với a majority, bằng với a wide variety of, bằng với a wide range of. Chưa? Tất cả những cái cụm lượng từ này, chưa, nó mang nghĩa là nhiều, nhưng nó đi với danh từ đếm được. Nhờ vậy thì với câu này, cô sẽ chọn được câu nào của chúng ta là anh ý B. Đó không ạ? Dịch là nhiều người bầu cho cô ấy trong cái cuộc bầu cử trước sẽ không làm như vậy trong cái lần này. Để nhá, đây có từ not là phủ định này. Được chưa? Chờ, sau câu số 5 bỏ D. Chờ, với cái từ là much là nhiều, nó đi với danh từ không đếm được. Trong đó có từ people là nhiều người, là danh từ số nhiều. Nên ý D bỏ em nhé. Được chưa? Ok. Rồi. Xong này, với câu số 6 để tí nữa làm. Nhờ phần khó cô để xuống cuối để các bạn không trốn đi ngủ được. Câu số 8 để tí nữa làm. Đấy nhá. Rồi tiếp này, bây giờ em sẽ xử lý cho cô với câu số 14. Ok nào. Nhờ bạn thân mến, tài liệu livestream thì cô Trang chữ ở đây rồi, không bắt buộc phải làm đâu em ạ. Đấy, nhưng mà cô Trang khuyến khích các bạn là xem lý thuyết và làm qua trước buổi học livestream thì em sẽ thấm và ngấm hơn. Được chưa? Rồi xem cho cô với câu số 14 này. Với câu 14 chúng ta đã học hai cái anh là B và C. Chứ cả B và C đều mang nghĩa là nhiều nhá, nhưng nó khác nhau này. Chúng ta có lý thuyết là so many thì cộng với danh từ số nhiều đây. Chứ cô có từ many. Chứ thì nó đi với danh từ đếm được, mà đương nhiên từ many là nhiều thì nó sẽ phải là danh từ đếm được số nhiều. Để nhé. So many cộng với danh từ số nhiều, cô ký hiệu là danh từ có S, vậy là sẽ là danh từ số nhiều. Được không ạ? Được chưa? Rồi, che mất câu 14 rồi cô ơi à? Được chưa? Ok. Nhớ cô lấy lại này, cô có từ many và từ much đều mang nghĩa là nhiều. Nhưng mà so many thì cộng với danh từ số nhiều, còn sau cái từ much thì nó sẽ cộng với danh từ không đếm được. Ok không ạ? Rồi, em thấy như rồi, phía sau cô không cần biết từ này là gì, nhưng nó có S, vậy nó sẽ là danh từ số nhiều. Nếu danh từ số nhiều thì cô sẽ bỏ được anh ý C. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ học hai cái anh là H và Every. Để nhá, nhìn cho cô như sau này. Ở cái phần lý thuyết đó, thì em sẽ xem cho cô như sau này. Đấy không ạ? Với cái lý thuyết là H hoặc là Every. Nhá, đợi cô một xíu. Cô cho anh sẽ điều chỉnh cái thiết bị live của cô nó xuống chậm mà xuống thấp một xíu. Đấy không ạ? Yeah. Rồi em xem cô này. Bạn sẽ nhìn cho cô cái lý thuyết có cái từ là H và Every. Đây em nhìn này. Với cái từ là H và Every dùng với danh từ đếm được số ít, nhớ nhá. Phải chưa? Người ta bảo là sau cái từ là H hoặc là Every dùng với danh từ đếm được số ít, chợ mang nghĩa là mỗi, mang nghĩa là mọi. Ok không ạ? Rồi, vậy thì bạn sẽ xem cho cô như sau này. Giờ quay lại bài với câu số 14. Theo cái lý thuyết thì bạn thấy được là sau cái từ H giờ cộng với danh từ số ít, giờ với nghĩa là mỗi, và cô có là every cộng với danh từ số ít, giờ với nghĩa là mọi. Trong đó em thấy được phía sau chỗ trống có S là danh từ số nhiều, vậy cô sẽ bỏ A, bỏ D. Như vậy còn mỗi cái anh ý B để mà chọn thôi. Đó ạ. Thì là không còn nhiều cái cuối tuần giữa khoảng thời gian bây giờ và Giáng sinh. Mình có thể dịch thoát ra là từ giờ tới Giáng sinh thì không còn nhiều cái cuối tuần nữa. Đó không ạ? Bạn thân mến, cái cuốn sách mà cô Trang đang chiếu trong trình livestream này là cái cuốn Cẩm nang cấu trúc tiếng Anh. Thực ra tất cả những cái sách ngữ pháp của cô Trang đều có cái phần này. Để nhớ. Được chưa? Ok chưa? Rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo này. Chờ bây giờ em sẽ làm cho cô với câu số 15. Bạn vẫn thấy cô cho anh giảng nhanh à? Thế những sau mà những bạn nào mà các bạn cảm thấy rằng là cái chương trình livestream mà cô cho anh giảng như vậy nhanh quá hoặc đuối, mình cảm giác mình rất là đuối, thì bạn chịu có xem video bổ trợ trước nhé. Cô cho anh sẽ làm tăng cường làm cái video bổ trợ. Làm video bổ trợ đến những bạn mà yếu hơn thì bạn xem video bổ trợ trước thì bài hôm nay các bạn sẽ thấm hơn. Được không ạ? Rồi. Nhá này, hơi nhanh à? Rồi bây giờ cô cho anh sẽ lại giảng chậm hơn nữa nhé. Rồi, chợ thực ra thì có những cái lý thuyết mà cứ nói đi nói lại nhiều ấy, thì cô cha anh thấy rằng là nó rất là nhàm. Ví dụ như là cái anh này, lúc trước cô bảo cái từ many và từ much, đúng không ạ? Hai cái từ đấy mình thấy nói rất là nhiều rồi. Yeah. Bạn thân mến, nếu bạn nào muốn tham khảo những cái cuốn sách của cô cha anh
Được thì bạn có thể nhắn lại cái page mà các bạn đăng ký học ấy. Bên page sẽ tư vấn sách cho các bạn nhé. Tôi tập trung vào bài này. Ok chưa? Nhóm của chúng ta là một cái nhóm rất là đặc biệt. Bởi vì nhóm này của chúng ta là trộn của cả học sinh cấp 2 và học sinh cấp 3. Nên là những bé mà thấy nhanh đa phần là học sinh cấp 2 và những bé mất gốc. Cô cho anh hoàn toàn hiểu điều đó. Nên là bây giờ cô cho anh sẽ giảm chậm hơn nữa này. Với cái câu số 15, để làm được cái câu này, bạn sẽ nhìn cho cô vào thành phần phía sau chỗ trống. Bạn sẽ nhìn thấy có từ invitation. Em có thể không cần biết từ này là gì, nhưng nó có S, tức nó sẽ là danh từ số nhiều. Và em sẽ loại trừ cho cô này. Chứ giống vào cái bảng lý thuyết của em ấy, thì em sẽ thử xem là ý D có được không. Chứ ý D cô có từ much. Nó đi với danh từ không đếm được cơ, đúng chưa? Nên là cái anh ý D của cô không được. Thế nhá. Rồi tiếp lại xem cô là a large amount of. Lại giống trong bảng cho cô. Đây ạ. Cô có là a large amount of bằng với a great deal, bằng với much. Nó đi với danh từ không đếm được. Nhớ kỹ này, đi với danh từ không đếm được. Trong đó ở đây cô là danh từ số nhiều. Vậy thì cô sẽ bỏ hết A, bỏ hết C, bỏ hết D. Bởi vì A bằng C, đúng ạ, bằng với much. Nhỡ đi với danh từ không đếm được. Như vậy thì với câu số 15, bằng phương pháp loại trừ, cô chọn được đáp án cô đấy là ý B. Ý B em nhìn thấy cô này, chúng ta có lý thuyết là a large number. Nhỡ đi với danh từ đếm được. Mà đương nhiên là với cái cụm từ là a large number, nghĩa là nhiều, thì đương nhiên nó sẽ phải đi với danh từ đếm được số nhiều rồi. Nhá. Cứ có từ invitation là giấy mời. Chứ cứ có động từ send là gửi. Yeah. Dịch là rất nhiều giấy mời đã được gửi đi. Nhưng mà anh ấy không mời chồng tôi. Vậy thì với câu số 15, cô chọn được câu đấy là ý B. Xong câu số 15, chuyển cô sang với câu số 16. Với câu số 16, tương tự như vậy, em muốn xác định được đáp án của câu này là gì? Thì em sẽ phải nhìn cho cô vào thành phần phía sau của chỗ trống. Phía sau chúng ta sẽ thấy có từ sau. Với từ cupboard, cô có từ cupboard, từ đây của chúng ta nghĩa là cái chạn, cái tủ, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn cho cô cả phía sau nữa, chợ phía sau em sẽ thấy có mặt của từ sau. Với từ space là không gian, là khoảng không, là khoảng trống. Vậy cô có từ cupboard với từ space, hai danh từ ghép với nhau để tạo thành danh từ ghép. Để nhá. Vậy thì bạn sẽ thấy được là căn cứ cho cô, và cô cho anh có dạy em ở cái buổi livestream tuần trước ấy. Cô bảo rằng là với cái danh từ ghép, đúng không ạ? Mà thành lập danh từ số nhiều thì người ta sẽ thêm S vào danh từ phía sau. Vậy em nhìn cho cô này, ở đây với từ spare, từ đây của chúng ta không có S nhá. Không có S thì em sẽ suy ra được đây sẽ là danh từ không đếm được. Chứ bởi vì là với cái lượng từ bốn cái phương án này của chúng ta mang nghĩa là nhiều này, thì đương nhiên là nhờ, nếu mà danh từ đếm được nó phải thêm S rồi, đúng chưa? Nên là cô sẽ suy ra là nhìn vào hình thái của nó không có S, cô sẽ ra danh từ không đếm được. Nếu là danh từ không đếm được thì cô sẽ loại cái anh sau. Đấy nhá. Chờ chúng ta có cái lý thuyết sau này. Chờ cô sẽ có với cái anh là a majority. Đó ạ, cô sẽ có xem nào. Với cái từ là a majority đây ạ. Cô có là a majority. Nhờ với cái từ là a majority, nhờ nghĩa là nhiều, vợ dùng cho danh từ đếm được. Vậy thì bạn sẽ thấy là như này cô sẽ loại cái anh ý B. Chờ nếu mà loại ý B thì cô sẽ không chọn cái anh ý D được, vì đây là tất cả các đáp án đều đúng. Đó không ạ? Bây giờ cô sẽ còn cái anh ý A hoặc là anh ý B. À, A hoặc là anh ý C. Thì cô sẽ có như sau, nhìn cho cô ở mục sau. Cô có là a lot of. Dạ, bằng với nhá, a lot of hoặc lots of. Dạ, hoặc là plenty of. Dạ, so a lot of hoặc lots of hoặc plenty of. Thì dùng với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được, mang nghĩa là nhiều. Như vậy thì với cái câu này của chúng ta, em có thể dùng a lot of. Dạ, có thể dùng plenty of. Vậy thì với cô này, em sửa đề cho cô này. Ý đề của cô phải là nhận both. Chờ A and C. Đó, và chúng ta sẽ chọn đáp án ý đề em nhé. Được không ạ? Chờ nghe cô nói lại này. Cô có là a lot of bằng với plenty of, đi với danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được. Nên là với cô này bạn sẽ sửa đề cho cô là ý đề là cả A và C đều đúng em nhé. Rồi xong câu đấy, chuyện cô sang với câu số 17. Với câu số 17, em sẽ nhìn cho cô vào thành phần phía sau của chỗ trống. Ở thành phần phía sau của chỗ trống thì bạn sẽ nhìn thấy có mặt của cái từ sau. Đó chính là từ. Với từ skin care, cô có từ skin là da, với từ care là chăm sóc. Với cô có từ skin, với cái từ skin care, từ này của chúng ta nghĩa là chăm sóc da. Vậy nó đóng vai trò là danh từ. Đó không ạ? Rồi phía sau cô lại có từ product là sản phẩm, nó cũng là danh từ. Vậy hai danh từ ghép với nhau để tạo thành danh từ ghép.
Và ở tuần trước cô Jay có bảo với em là với danh từ ghép, thành lập danh từ số nhiều, em sẽ thêm S vào danh từ thứ hai. Vậy mà thấy được là nhìn vào đây, em sẽ suy ra được cái cụm danh từ của cô là danh từ số nhiều. Chứ nếu danh từ số nhiều thì cô sẽ loại A, loại C. Tại sao cô lại bảo như vậy? Em nhìn cho cô như sau này. Chúng ta có lý thuyết là a great deal bằng với a large amount. Nó đi với danh từ không đếm được, đúng không ạ? Trong khi đó ở đây cô là danh từ số nhiều, vậy thì cô bỏ A, bỏ C. Nhá, vậy xem cho cô này. Với cái anh ý D thì sao? Chợ với anh ý D cô có với từ sau. Với từ little, đây ạ. Giờ chúng ta sẽ có là những cái từ mang nghĩa là một ít hoặc là rất ít. Thì bạn sẽ thấy nó sẽ chia thành hai nhánh. Đó là với những cái lượng từ mà đi với danh từ đếm được số nhiều thì cô có từ few, nhợ nghĩa là hầu như không, rất rất là ít. Hoặc là từ a few nghĩa là một ít một chút. Em nhớ cô là cả cái từ few và từ a few đi với danh từ đếm được số nhiều. Nhưng mà few thì mang nghĩa là hầu như không, thế còn a few là một ít một chút nhá. Thế còn những cái từ mang nghĩa là một ít hoặc rất ít đi với danh từ không đếm được thì nó sẽ có từ little nghĩa là hầu như không. A little, một ít một chút. Vậy em nhớ cho cô như sau này. Chợ cô có là few, a few. Nhớ cô sẽ có như sau này. Cô có từ few và từ little đều mang nghĩa là hầu như không, mang nghĩa rất là ít. Khác nhau là sau few thì cộng với danh từ đếm được số nhiều, thế còn sau little thì cộng danh từ không đếm được. Đấy nhá. Tiếp này cô có từ a few và từ a little đều mang nghĩa là một ít, nhưng mà sau a few cộng với danh từ đếm được số nhiều, còn a little cộng với danh từ không đếm được. Nhá, nhớ cho cô này. Sau a little cộng với danh từ không đếm được. Trong đó em thấy rằng danh từ đấy cô là danh từ số nhiều, vậy ý D cô cũng loại. Sau đó bằng phương pháp loại trừ, câu 17 cô chọn được ý B. Ý B chúng ta sẽ gióng ở trong mục này. Cô có là a wide range of. Chợ với cái cụm là a wide range of, nó đi với danh từ đếm được và mang nghĩa là nhiều em nhé. Rồi, với câu dịch là họ bán rất là nhiều những cái sản phẩm chăm sóc da. Rồi, tiếp tục này, làm cho cô với câu số 18. Chợ với câu số 18, em sẽ xử lý câu này của chúng ta như thế nào? Nào, theo hướng như cô cho anh vừa hướng dẫn như vậy, em xử lý cho cô xem câu 18 em sẽ xử lý như nào nào. Ok. Chợ bạn thân mến, cái cuốn sách này là cuốn sách mà cô cho anh viết. Nếu mà bạn muốn tham khảo cuốn này thì bạn có thể nhắn qua inbox page của cô nhá. Các anh chị bên page sẽ tư vấn giúp bạn. Cái page mà lúc các bạn đăng ký học, các bạn được duyệt vào nhóm từ page đó ấy. Nào, cô cho anh bảo với em là với cái dạng bài về lượng từ thì lượng từ dùng trước danh từ. Vậy để biết được là chỗ trống em dùng lượng từ là gì thì em sẽ phải nhìn cho cô vào thành phần phía sau chỗ trống. Phía sau chỗ nhìn thấy có mặt của từ sau. Chợ nhìn thấy có từ money là tiền, đó ha. Nhá, cô bảo với em là nếu như mà danh từ đó là danh từ đếm được ý, thì nó phải có S rồi. Em nhìn này, bốn đáp án của chúng ta đều mang nghĩa là có hai đáp án là mang nghĩa là nhiều. Thường là với cái dạng bài về lượng từ như này, đúng không ạ? Thì bạn thấy được là danh từ theo sau của chúng ta sẽ thường là danh từ số nhiều, danh từ không đếm được. Đấy nhá. Thế còn nếu như mà em không chắc, nếu mà giả dụ ngày mai làm bài không có cô bên cạnh, cho em không chắc được là danh từ đó là danh từ đếm được hay là danh từ không đếm được ấy, thì có thể tra. Em nhìn cô này, cô cho anh tra cái từ money. Cái này phần tra này ở cái buổi livestream đầu tiên trong khóa của chúng ta, cô cho anh có hướng dẫn em rồi, đúng không ạ? Em sẽ tra cái từ money. Chờ nhìn sang bên cạnh em thấy được đây là từ loại danh từ này. Nhìn xuống bên dưới em sẽ thấy có phần phiên âm của nó này. Em muốn biết xem từ đó đọc là gì, kích vào cái loa đó. Đấy nhá, nhìn xuống bên dưới em sẽ thấy có từ uncountable. Chờ ở buổi livestream đầu tiên cô cho anh có giải thích cho em cái từ uncountable nghĩa là gì rồi. Cô có từ count là đếm. Vậy cô có từ countable là có thể đếm được, thì uncountable là không thể đếm được. Vậy suy ra là cái từ money là danh từ không đếm được. Chợ vậy nếu là danh từ không đếm được thì cô sẽ không chọn ý B. Tại sao lại vậy? Nhìn lý thuyết lại này. Chợ cô nghĩ rằng là tuần này em cứ ngày nào cũng mang cái đống công thức của cô ra gióng là bài tập thì chắc chắn là từ giờ đến cuối tuần em không cần phải lũ được học thuộc cái số cấu trúc này thì em vẫn có thể nhớ được và áp dụng hiểu một cách sâu sắc với nó. Cô có lý thuyết là sau many thì cộng với danh từ đếm được, mà từ many là nhiều thì đương nhiên nó phải cộng với danh từ đếm được số nhiều. Ở đây là danh từ không đếm được nên cô bỏ B, được chưa? Rồi lúc trước cô Trang có giải thích cho em hai từ này rồi, không biết em có nhớ không? Đấy nhá, cô Trang nhắc lại đây. Chúng ta có lý thuyết sau. Chờ với cái lý thuyết là edge. Đây, nhìn cho cô như sau này. Nhờ cô ghép nó vào với nhau. Em nhìn được không? Nhá, cô có cái từ là những cái từ mang nghĩa là mỗi, là mọi. Thì cô có từ edge hoặc là từ every. Chợ với từ edge là mũi, nhợ với từ every là mọi. Hai cái từ này dùng với danh từ đếm được số ít, nghe kỹ này. Dùng với danh từ đếm được số ít. Em nhớ, trong khi đó, ở đây của cô là danh từ không đếm được, vậy thì cô bỏ hết A, bỏ hết C, D đi. Như vậy thì còn mỗi cái anh ý C để mà chọn thôi, được không ạ? Rồi ý C cô có cái lý thuyết là, chợ ý C cô có lý thuyết là với cái từ là much.
Chưa, nó đi với danh từ không đếm được và mang nghĩa là nhiều. Ok chưa ạ? Nhá. Vậy thì với câu này dịch là chúng tôi đã tiêu rất là nhiều tiền vào, chúng tôi đã chi rất là nhiều tiền, với động từ spend là chi, là tiêu. Chưa, chúng tôi đã chi rất nhiều tiền vào cái việc làm sao, có từ với cái từ decorate là trang trí. Như vậy người ta sẽ thêm cái tiền tori ở đằng trước thì mang nghĩa là trang trí lại. Để nhá. Đó là câu có. Với từ redecorating là trang trí lại, the house, ngôi nhà. Chưa, cái danh từ ngôi nhà được xác định bởi một mệnh đề quan hệ phía sau nên sử dụng mạo từ là the này, đúng không ạ? Thế là chúng tôi đã chi rất nhiều tiền trang trí lại ngôi nhà. Chưa, mà đến mức mà chúng tôi không còn đồng nào để đi nghỉ nữa. Vậy thì với câu số 18, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý xe, ok chưa ạ? Rồi, xong câu số 18, chuyển cho cô sang với câu số 20. Nào, với câu số 20, em sẽ làm được câu này của chúng ta như thế nào đây ạ? Chợ, với câu số 20, em muốn làm được cái câu này, em sẽ phải căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ effort. Chợ, bạn thấy như sau, với cái từ effort, từ định nghĩa là sự cố gắng, là nỗ lực, đúng không ạ? Thế nhá, em nhìn cô sau này. Nếu em không chắc là cái từ đó là danh từ đếm được hay danh từ không đếm được, thì em có thể tra từ điển, em nhìn cho cô này. Với cái từ là effort, nó có thể là uncountable hoặc là countable. Tức là sao? Tức là nó có thể là danh từ đếm được hoặc là danh từ không đếm được. Đấy nhá, bây giờ em sẽ làm suy luận cho cô như sau này. Giờ em nhìn cho cô này, với ý A với từ many là nhiều. Chứ a wide range cũng nghĩa là nhiều, a great deal cũng nghĩa là nhiều, a large number cũng nghĩa là nhiều. Vậy đương nhiên là nếu như nó là danh từ đếm được thì nó phải có S rồi, đúng chưa? Vậy suy ra nó không có S thì cô suy ra đây nó sẽ là danh từ không đếm được. Nhờ bây giờ xem cho cô này. Xét cho cô nhá, ở trong cái mục với nghĩa là nhiều này, chúng ta có lý thuyết là sau many cộng với a large number. Chợ, nó sẽ bằng với cái anh là a wide variety. Chợ, nó mang nghĩa là nhiều và đi với danh từ đếm được số nhiều. Vậy đây là danh từ không đếm được, vậy cô sẽ bỏ A, bỏ C, bỏ D, còn mỗi B để mà chọn thôi. Nhớ. Với cái anh ý B thì cô có cái cấu trúc là a great deal. Chợ, đi với danh từ không đếm được, mang nghĩa là nhiều. Vậy với câu 20, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý B. Được chưa? Rồi, em làm cho cô câu số 21 đi nào. Với câu số 21, em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào ạ? Ok, nào với câu số 21, em nhớ là khi mà em làm dạng bài về ngữ pháp, nhờ em sẽ chịu khó học cái lối tư duy cũng như cái cách lập luận như cô cho anh ấy, loại trừ bớt từng phương án đi. Nhưng mà khi em làm thì em phải hiểu được tại sao em làm được như thế, nhớ tại sao em lại ra đáp án như thế. Đúng ạ, với câu số 21, nhìn cho cô vào thành phần phía sau chỗ trống, em thấy có mặt của từ sau. Thế mặt của từ for là số đếm, đúng ạ, sau số đếm này có từ minutes, có S, danh từ số nhiều. Em thử xem cái anh ý C của chúng ta có cái lý thuyết này không? Để nhớ. Ý C thì lúc trước chúng ta xem này. Nhớ cô trai lại nói lại cái phần này. Mình có lý thuyết là sau other đi với once. Chờ sau other đi với danh từ số nhiều. Sau other đi với danh từ không đếm được. Nhớ và sau others. Và cái từ others đứng một mình được sử dụng như đại từ. Chứ lại không có cái lý thuyết nào mà sau other cộng với số đếm cả. Vậy cô bỏ ý C. Được chưa? Rồi nhá, tiếp này. Nhớ cô sẽ bỏ anh ý C nhá. Bây giờ em sẽ thấy được là với cái anh ý D liệu có được không? Giống vào trong bảng thôi, nhớ sử dụng giống như kiểu là giống bảng kiểu trương ấy ạ. Cô có như sau. Chợ với từ little, đây giống cho cô trong bảng này. Nhớ, thực ra trong cái bảng mà trong tài liệu khoa học ấy, cô Trang Anh trình bày nó còn dễ hiểu hơn cái phần này nhiều. Đúng rồi, em nhìn cho cô như sau này. Em nhìn thấy có từ little ở đây nó mang nghĩa là hầu như không. Vấn đề nó đi với danh từ không đếm được em nhé. Đúng không ạ, nó đi với danh từ không đếm được. Trong đó em thấy được là phía sau của cô nó có S, đó là danh từ số nhiều. Vậy cô bỏ ý D. Cô bỏ D, bỏ C rồi, bây giờ cô chỉ còn A hoặc B thôi. Chứ A, B, B muốn biết được, giả dụ như là ngày mai không có cô trai ở bên em quên mất thì em làm thế nào? Giống lại lý thuyết trong tài liệu của em. Thì cô có từ H và từ every dùng với danh từ đếm được số ít. Trong đó every là mọi và từ H là mỗi. Chứ ngoài ra này, thì em nhìn cho cô như sau này. Ngoài ra chúng ta có cái lý thuyết là sau every chợ dùng với danh từ số nhiều khi nó có số lượng cụ thể ở phía trước, tức là bình thường là sau every cộng với danh từ đếm được số ít. Ngoài ra every chợ cộng với số đếm thì đằng sau nó sẽ cộng danh từ số nhiều, nghĩa là cứ bao nhiêu lâu một lần. Em thấy rằng là từ đến giờ học chúng ta sẽ có hai cái anh nó sẽ theo kiểu như vậy. Chợ, đó là anh every bình thường đi với danh từ đếm được số ít. Nhưng mà khi nó có chèn từ chỉ số lượng vào giữa, từ chỉ số lượng nhé, từ như là từ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ấy.
Rồi khi mà nó chèn cái từ chỉ số lượng vào giữa thì đằng sau nó sẽ cộng với danh từ số nhiều, nghĩa là thêm bao nhiêu nữa. Để nhá. Ví dụ có câu là World Cup được tổ chức 4 năm 4 năm một lần ấy, every 4 years, đúng không ạ? Buổi trước ở lúc trước chúng ta cũng có học một cái anh sau là bình thường cái anh là another thì đi với danh từ số ít. Ngoài ra là sau another có thể cộng với số đếm thì nó đi với danh từ số nhiều. Nhưng mà nghĩa của nó là nghĩa của nó sẽ là thêm bao nhiêu nữa. Nhớ nghe này. Chúng ta có lý thuyết là every. Đó ạ, đây cô viết ra trong cái tài liệu này cho nó có vẻ là chuyên nghiệp hơn đúng không ạ? Viết ra sách cũng không phải ý kiến hay. Cô có lý thuyết là every cộng với số đếm. Chợ thì nó sẽ cộng với danh từ số nhiều, nghĩa là bao lâu một lần. Nhớ danh từ số nhiều có s đấy ạ. Thế còn chúng ta có lý thuyết là another. Cộng với số đếm. Đúng không ạ? Đằng sau nó cũng cộng với danh từ, nghĩa là thêm bao nhiêu nữa. Đó nhá, ví dụ như là rồi. Cố đợi anh, đúng không ạ? Thêm 3 năm nữa thôi. Nhà anh về anh sẽ nuôi em, anh về anh sẽ cưới em, kiểu như vậy. Thì nó sẽ dùng là another cộng với số đếm cộng danh từ số nhiều, nghĩa là thêm bao nhiêu nữa. Chờ đợi anh thêm 2 năm nữa thôi, đúng không ạ? Anh có công danh sự nghiệp rồi anh về anh sẽ hỏi cưới em, kiểu như vậy. Thế còn every cộng với số đếm cộng danh từ số nhiều, nghĩa là cứ bao lâu một lần. Ví dụ là cứ 30 giây một lần, thằng con trai tôi lại nhắc là mẹ ơi con muốn kẹo, kiểu như vậy. Hoặc là cứ 4 năm một lần, đúng không ạ? World Cup được tổ chức, nhớ World Cup được tổ chức 4 năm một lần, kiểu như vậy. Vậy thì với cái câu này của chúng ta, em sẽ thấy rằng là sau cái từ age, nó cộng với danh từ số ít thôi, nên ý A của cô không được. Vậy cô sẽ chọn ý B. Ý B cô dịch là cứ 4 phút thì lại có một chiếc ô tô bị trộm trong thành phố này. Vậy thì 21 cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta. Đáp án sẽ phải là anh ý B. Rồi, cô có câu 23, 24, 25, 26, 27. Tất cả chỗ này em đều làm được. Nào, xử lý cho cô câu số 23, 24, 25, 26, 27 đi ạ. Ok, nào. Với cái câu số 23, em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào đây ạ? Nào, bạn nào xử lý cho cô được ạ? Nhớ, bạn nhớ cho cô là cái lịch có rất nhiều bạn hỏi cô lịch học livestream của nhóm mình là gì, thì bạn nhớ cho cô là lịch học livestream của nhóm cô cho anh thể hiện nó ở trong cái mục tài liệu khóa học. Nhờ bạn vào cái mục tài liệu khóa học bạn tải về là bạn sẽ thấy được là tuần này chúng ta có bao nhiêu buổi học livestream. Chứ cái buổi học livestream của chúng ta vào lúc 8 giờ tối chủ nhật là lịch cố định rồi. Nhờ ngoài cái lịch đó ra thì tùy từng tuần có bài thì giờ có tuần thì bài dài thì chúng ta sẽ phải học 2, thậm chí 3, thậm chí 4 buổi livestream. Em thấy rằng cái tuần mà chúng ta học về thi lượng từ ấy, thì chúng ta sẽ học 3 buổi livestream một tuần. Thế như còn ví dụ như tuần này của chúng ta thì mình học cả tuần về lượng từ thì mình chỉ có một buổi học livestream thì thôi. Nhớ nhé, được không ạ? Rồi với cái câu số 23, nếu mà bạn nhớ thì cô cho anh có giảng em cái từ này rồi. Chờ với từ work. Nhớ, nếu động từ nó mang nghĩa là làm việc. Thế còn danh từ nó mang nghĩa là công việc. Và nếu với nghĩa là công việc thì nó là danh từ không đếm được. Thế với cái từ là work mà thêm s vào thì nó không mang nghĩa là những công việc đâu ạ. Chợ mà nó mang nghĩa là công trình, là tác phẩm nghệ thuật. Vậy thấy rằng là ở đây có dịch là chúng ta có cái cụm từ cố định là make progress, là tiến bộ. Chợ chúng tôi đã có những cái tiến bộ tốt đúng không ạ, nhưng mà vẫn còn nhiều việc phải làm. Vậy đây cô có từ work là công việc, chợ mà nó danh từ không đếm được. Với danh từ không đếm được em xét cho cô giỏi a large amount of, much và a great deal giống cho cô trong bảng thôi. Để nhá, giờ tuần này chúng ta chỉ có một buổi học livestream này thôi, nhớ nhé. Rồi em xem cho cô như sau ấy. Nhìn cho cô vào cái mục là cái từ mang nghĩa là nhiều ấy, thì cô có là much, a great deal, a large amount, đúng không? Đi với danh từ không đếm được. Vậy như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây cô thấy là A bằng C bằng B rồi. Vậy thì với câu 23 cô chọn được câu đấy của chúng ta. Đáp án là ý D, được không ạ? Nhờ câu số 24 hình như sai đáp án là câu D à. Rồi với cái câu số 24, nhờ câu 24 không sai đáp án em ạ. Nhớ với cái câu số 24, nhìn cho cô vào thành phần phía sau của chỗ trống. Nhớ là làm về lượng từ thì phải nhìn cho cô vào thành phần phía sau của chỗ trống. Chờ phía sau của chỗ trống em nhìn thấy có mặt của từ sau. Chờ nhìn thấy có mặt của từ concentration. Nhớ xem với cô sau. Giả dụ em chẳng biết từ này, chẳng biết nó đếm được hay danh từ không đếm được, nhìn cho cô ấy tra cho cô từ này. Từ này đọc là concentration, nghĩa là sự tập trung, là từ loại của nó là danh từ này. Nhìn cho cô bên dưới em sẽ thấy có từ uncountable, suy ra nó sẽ là danh từ không đếm được nhé. Chờ bây giờ bạn thấy được là nó là danh từ không đếm được thì em sẽ xét cho cô như sau này. Xét cho cô ý B và anh ý C đi. Đó không ạ? Ý B cô có như sau. Cô có là a wide variety of, thì bằng với cái anh là a wide range of. Nhớ a wide variety of bằng với cái anh là a wide range of. Nó đi với danh từ đếm được số nhiều cơ.
Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là từ này cô danh từ không đến được thì cô sẽ bỏ B, bỏ C. Được chưa? Vậy thì bây giờ nếu mà bỏ B, bỏ C thì cũng sẽ bỏ lốt D, đúng chưa? Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án là ý A. Chờ ý A chúng ta có a lot of, nhìn cho cô này. Chờ chúng ta có cái anh là a lot of, dùng được cả với danh từ đếm được và danh từ không đếm được và mang nghĩa là nhiều. Đấy nhá, vậy thì 24 của chúng ta sẽ phải là ý A. Chờ dịch là đây là một cái đoạn nhạc rất là khó để chơi. Nó đòi hỏi rất nhiều cái sự tập trung. Đó không ạ? Xong chưa, xong chưa? Rồi, khó lắm phải không ạ? Để nhớ. Rồi, bạn thân mến, nếu mà bạn thấy phần nào khó, đó, bạn thấy phần nào khó thì nhớ là ngày mai ở trong cái buổi, cái bài tập hàng ngày của em ấy, em thử áp dụng chiến thuật như cô cho anh làm xem nào. Nhớ, vận dụng bằng tất cả khả năng của em làm cho cô xem. Nếu bạn nào mà thấy khó thì chịu khó là sau khi cái bài đó làm xong, không những xem lời giải chi tiết mà xem video chữa giúp cơ. Dạ, trong cái quá trình mà cô cho anh chữa ấy, thì cô cho anh sẽ lại nhắc lại lý thuyết một lần nữa. Dạ. Xong chưa? Ok. Với câu số 25, nhờ cô cho anh bảo với em là cái phạm trù về danh từ đếm được và danh từ không được ấy, đôi khi nó rất là mong manh. Nên là để mà chắc chắn thì em nên xác định bằng từ điển, đúng không ạ? Nhờ cô có từ idea là ý kiến, là ý tưởng. Đấy nhá, em nhìn cho cô như sau này. Đây. Em có thể tra cho cô ở trong từ điển. Trong điển sẽ có từ idea, đúng không ạ? Ý tưởng nhá. Nó sẽ bằng với từ impression, đúng không ạ? Thì nó sẽ là uncountable, danh từ không đếm được này. Được chưa? Nhớ nhá. Nhưng mà em nhìn này, nếu mà em tra bên trên thì em sẽ thấy cái từ idea là kế hoạch, với nghĩa là kế hoạch là suy nghĩ, thì nó lại là danh từ đếm được cơ. Như vậy thì có nghĩa là trong tiếng Anh có những từ mà có thể là vừa là danh từ đếm được, vừa là danh từ không đếm được. Vậy trong cái bài về lượng từ của chúng ta, làm thế nào để biết được danh từ đó là đếm được hay danh từ không được này? Với từ idea, anh này gọi là BD này, đúng không ạ? Anh ấy vừa đếm được lại vừa không đếm được. Vậy em sẽ xem với cô như sau. Với cái từ chỉ lượng từ như này thì đương nhiên nếu danh từ đó là danh từ đếm được thì nó phải có S, đúng không ạ? Vậy thì suy ra là nếu nó không có S thì suy ra với từ idea là danh từ không đếm được nhá. Với danh từ không đếm được thì cô sẽ không chọn ý A được. Nhưng tại sao cô lại bảo vậy? Chờ ý A cô có với cái từ sau, nhận đó là từ, với từ both là cả hai. Cô đếm được đâu mà biết là hai, nên là ý A của cô không được. Nhớ là với cái từ là both thì đằng sau nó phải cộng với danh từ số nhiều cơ. Ở đây cô không có S nên cô sẽ không chọn ý A được. Nhờ tiếp này, xem cho cô xem với anh ý D thì sao. Ý D chúng ta có lý thuyết là với từ few. Thì với từ few nghĩa là hầu như không. Nó đi với danh từ đếm được số nhiều cơ. Đấy nhá. Nên là cái anh ý D của chúng ta nếu cộng nó phải cộng với danh từ số nhiều. Ở đây danh từ không được nên cô bỏ D. Được không ạ? Tiếp này. Chờ với cái anh ý B với từ some là một vài. Đây rồi. Để xem cho cô xem là với từ mang nghĩa là một vài. Em nhìn cho cô như sau này. Chờ với từ mang nghĩa là một vài thì cô có từ some và từ any. Chờ cả some và any đều mang nghĩa là một vài. Nhưng mà some thì dùng trong câu khẳng định. Dạ, ngoài trong câu khẳng định ra thì some còn dùng trong câu nghi vấn khi nó mang nghĩa là mời, mang nghĩa là đề nghị. Thế còn từ any thì dùng trong câu phủ định và nghi vấn. Em thấy được là hai ngày nó là hai phạm trù khác nhau đấy ạ. Dạ, some thì đi với câu khẳng định, còn any thì đi với câu phủ định và nghi vấn. Dạ, some có thể đi với câu nghi vấn khi nó mang nghĩa là mời hoặc đề nghị. Chờ ngược lại, any ngoài đi với phủ định và nghi vấn ra, nó còn đi có thể đi với khẳng định khi nó mang nghĩa là bất cứ. Đấy nhá, vậy xem như sau này. Với cái câu này của chúng ta, em sẽ xem cho cô xem liệu có thể dùng some được không? Some với nghĩa là một vài. Thế còn ý C với từ little, giống cho cô nhỉ. Chờ chúng ta có từ little, nghĩa là hầu như không, nó đi với danh từ không đếm được. Em thấy được là căn cứ bằng từ idea, cô có thể chọn ý B hoặc là anh ý C. Chờ ý B với từ some, nhận some hoặc là any. Thì đằng sau nó có thể cộng với danh từ số nhiều, hoặc nó có thể đi với danh từ không đếm được, đều được nhá, được không ạ? Nó chỉ khác là some thì đi với câu khẳng định, còn any thì đi với câu phủ định và nghi vấn. Ngoài đi với câu khẳng định ra thì some còn có thể đi với câu nghi vấn khi nó mang nghĩa là hỏi, là đề xuất. Vậy thì với cái câu này, xem này, ý B của cô với nghĩa là một vài, ý C với nghĩa là hầu như không. Vậy em thử dịch nghĩa câu này xem. Dịch nghĩa sau ấy, bạn có thể cho tôi một vài ý tưởng. Chờ xem, bạn có thể cho tôi biết xem là khi nào cái công trường xây dựng đó sẽ hoàn thành không? Vậy đây sẽ là cho tôi một vài cái ý tưởng, đúng không ạ? Cái kế hoạch, như cái suy nghĩ. Vậy thì với câu này mang nghĩa là một vài. Thì câu số 25, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý C nhá. Anh ý B. Ý C của cô với nghĩa là hầu như không thì không phù hợp rồi. Đó không ạ? Không thể là bạn cho tôi hầu như không ý tưởng được. Đấy nhá, nên là về nghĩa nó không ổn. Về mặt ngữ pháp thì cả B và C đều có thể phù hợp trong ngữ cảnh của câu này. Bởi vì cả B và C đều đi với danh từ không đếm được.
Nhưng mà xét theo nghĩa thì ý C mình nghĩa là hầu như không, nó không phù hợp với ngữ cảnh câu này. Nghĩa là gì, là bạn có thể cho tôi vài ý tưởng, nghĩa là bạn có thể cho tôi biết khi nào cái công trường xây dựng đấy sẽ hoàn thành không nhá. Rồi, sau câu số 25 chuyện cô sang với câu số 26. Trở với cái câu số 26, trở em sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ food and clothing. Là cô có từ food là thức ăn, đúng không? Clothing là quần áo. Nhớ cho cô là em có thể suy ra cái mẹo như sau này. Nếu giả dụ nó là danh từ đếm được thì nó phải có S rồi, đúng không ạ? Vậy suy ra là ở đây nó sẽ là danh từ không đếm được. Nếu danh từ không được, xem cô là a large amount, chứ là much và a great deal. Xem cho cô xem này. Chúng ta có là much thì bằng a great deal, bằng với a large amount. Chờ, nó mang nghĩa là nhiều và đi với danh từ không đếm được. Như vậy em sẽ thấy rằng là A, B, C bằng nhau rồi. Thì với câu 26, cô chọn được câu đấy là anh ý D. Dịch là chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có nhiều thực phẩm và quần áo để mà giải quyết cho cái người tị nạn đấy thôi. Nhìn nhá, cho mỗi người tị nạn thôi. Chứ nếu mà xét theo kiểu là cho từng người một thì chúng ta mới có đủ quần áo, với chúng ta mới có nhiều quần áo với thức ăn thôi. Chứ thế còn nếu mà xét với số đông là chúng ta không đủ, ý của cô này là vậy. Rồi, em làm cho cô với câu số 27 đi ạ. Trở với cái câu số 27, em thấy rằng là A, B, C chúng ta học rồi, còn mỗi anh ý D thôi. Với câu số 27 em sẽ căn cứ bằng từ true là 2. Chợ nếu là 2 thì em sẽ xem cho cô ấy rồi, xét cho cô cái anh ý D này chưa. Để nhá, ý D nó là cái kiểu gì. Em nhìn cho cô như sau này. Ở trong cái bảng của chúng ta, chợ những cái từ mang nghĩa là phủ định này thì bạn lưu ý cho cô như sau. Cô có từ none là không cho từ 30 trở lên. Chợ với từ none là dùng để chỉ từ 3 người, 3 vật trở lên đều không. Trong đó cô có từ neither hoặc either dùng để chỉ hai người, hai vật đều không. Đấy nhá, vậy em hiểu cho cô sau này. Chúng ta sẽ có như sau, em nghe kỹ cho cô cái phần này. Nhà cô có với từ none là từ 30 trở lên. Được chưa? Thế này cô sẽ có với từ either, đúng không ạ? Hoặc là neither. Rồi từ này cô nghĩ là không nhưng mà cho hai không thôi. Đấy nhá. Em thấy được ở đây em căn cứ bằng từ true là 2. Vậy đương nhiên cô không chọn ý D được rồi. Ý D là cho từ 30 trở lên. Đó không ạ? Rồi tiếp bây giờ cô có từ neither, nhựa từ both và từ any. Nhớ vậy xem cho cô xem là với cái từ any thì đằng sau nó sẽ phải cộng với danh từ, chứ không dùng any of which. Nên là ý B của cô bỏ. Vậy cô sẽ chỉ còn A hoặc là C. Cho ý A của cô với từ neither là cả hai đều không. Cái này lúc đầu giờ cô cho anh nói với em rồi, đúng không? Rồi thế còn ý C của cô với từ both là cả hai đều có. Thế nhớ, vậy em có thể hiểu rằng là ý C sẽ là từ mang nghĩa khẳng định. Thế còn ý A của cô là từ mang nghĩa phủ định. Em thấy rằng là nếu xét với cái số 2 này, em thấy là cả A và C đều thỏa mãn. Vậy xét cho cô về đằng sau này. Chợ chúng tôi đã xuất bản hai cái bài báo cáo. Chợ cả hai cái đều chứa thông tin, đều chứa những cái đề xuất hữu ích. Hay là không có, sau này dịch là họ đã xuất bản, họ đã đưa ra hai cái báo cáo. Chợ cả hai cái báo cáo đó đều chứa cái đề xuất hữu ích. Hay là cả hai cái báo cáo đó đều không chứa cái thông tin hữu ích. Vậy thì với cái câu này bạn sẽ phải căn cứ cho cô bằng một cái từ sau, đó chính là từ, đó là từ any. Đấy, bây giờ sẽ xem cho cô như sau này. Chợ với cái từ là any, nó sẽ dùng cho câu phủ định và câu nghi vấn. Đó ạ, vậy thì em sẽ chỉ cần căn cứ bằng từ any. Vậy cô sẽ suy ra cái mệnh đề này của cô sẽ phải là phủ định. Chợ nếu là phủ định thì cô sẽ không chọn ý C được, ý C cô với nghĩa khẳng định. Vậy thì với câu 27, cô chọn được câu đấy của chúng ta là gì ạ? Đấy, câu này các bạn đưa đến nhiều bạn sai rồi, đúng không ạ? Chợ câu số 26 là ý D em ạ. Câu 27 A, cô thấy nhiều bạn đã sai câu này rồi. Được chưa? Nào 27A, ok chưa? Được chưa? Nha. 27A nhất trí chưa? Chợ nghe cô bảo này, căn cứ bằng từ true là 2 thì cô sẽ co hẹp đáp án của cô chỉ còn A hoặc C mà thôi. Ý là cô là cả hai đều có, sorry em, cô nói nhầm, cả hai đều có. Thế còn ý A của cô là cả hai đều không, được chưa, được chưa? Cô nói lại nhé. Căn cứ bằng từ true chúng ta sẽ thu hẹp đáp án lại chỉ còn A hoặc C. Ý C là cả hai đều có mang nghĩa khẳng định. Thế còn ý A của cô là cả hai đều không mang nghĩa phủ định. Bây giờ em muốn biết là dùng khẳng định hay phủ định, em sẽ căn cứ bằng từ any. Chợ any đi với câu phủ định nên là câu số 27 cô chọn được ý A. Ok nhá. Rồi tiếp này, sắp xong rồi, cố lên. Em sẽ làm cho cô với câu số 29 nào. Chợ với câu số 29 em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như nào? Đến đoạn này cô cho anh chữa nhanh được không ạ? Nào với câu số 29 em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như nào đây ạ?
Dạ, bạn Thanh Hương thân mến, livestream xong em có thể đi ngủ, mai bắt đầu làm bài tập em nhé. Với câu số 29, em muốn làm được cái câu này. Em sẽ căn cứ cho cô bằng danh từ phía sau chỗ trống. Danh từ phía sau chỗ trống thấy có mặt ở từ sau. Với từ phật là chất béo. Nhờ vậy bạn thấy cô ấy hỏi những cái từ mà chỉ nguyên liệu chất liệu. Không biết là các bạn còn nhớ cái lý thuyết mà cô Trang dạy tuần trước không ạ? Những cái danh từ mà chỉ nguyên liệu chất liệu dung dịch thì đều là danh từ không đếm được. Hơn nữa là em nhìn cho cô này, a lot of hoặc là lots of hoặc là plenty of đều mang nghĩa là nhiều cả. Chứ vậy nếu giả dụ nó là danh từ đếm được nó phải có S rồi, đúng không ạ? Nên ra đây sẽ là danh từ không đếm được. Thì bạn sẽ gióng cho cô vào cái phần lý thuyết sau. Chúng ta có cái lý thuyết là a lot of, hoặc lots of hoặc là plenty of. Chứ đi với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Như vậy thì bạn sẽ suy ra được là A bằng B bằng C. Thì với câu 29 cô chọn được câu đấy là anh ý D. Được chưa? Rồi, xong câu số 29 chuyển cô sang với câu số 30. Với cái câu số 30, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái danh từ sau. Bạn sẽ căn cứ bằng từ cities là thành phố. Em nhớ cho cô là cái từ này ở trong cái buổi livestream đầu tiên chúng ta học rồi đúng không ạ? Mình có là gốc từ còn là từ city. Chờ những từ tận cùng là y dài mà trước nó là một phụ âm. Thì khi thành lập danh từ số nhiều, chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn thêm đuôi es. Vậy từ đó em có thể suy ra từ cities là danh từ số nhiều những thành phố. Với danh từ số nhiều, cô sẽ loại cái anh ý D. Tại sao? Thì là chúng ta có cái lý thuyết sau. Sau cái từ much, nó đi với danh từ không đếm được cơ. Nên cô sẽ loại anh ý D. Đúng không ạ? Cô sẽ loại tiếp B và C. Tại sao lại vậy? Nhìn lý thuyết cho cô này. Chúng ta có lý thuyết là little, với nghĩa là hầu như không. Và a little, với nghĩa là một ít, một chút. Nhưng nó đi với danh từ không đếm được. Nhớ, trong khi đó, ở đây của cô là danh từ số nhiều. Nên cô bỏ hết B, bỏ hết C, bỏ hết D. Vậy với câu 30, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Ý A ở câu với từ feel hầu như không. Nó đi với danh từ đếm được số nhiều. Nhớ dịch là hầu như. Nhớ không có cái thành phố nào. Nhớ dịch ở bất nơi đâu, dịch ở bất cứ nơi đâu của châu Âu không có thành phố nào có thể match. Nhớ với cái từ match ở trong ngữ cảnh câu này dịch là sánh được với cultural. Có từ culture là văn hóa. Nhớ rich là giàu có. Có từ rich nghĩa là sự giàu có, sự phong phú. Và dịch là hầu như không có thành phố nào ở bất cứ nơi đâu của châu Âu có thể sánh được với cái sự phong phú về văn hóa của Berlin. Để nhớ, được chưa, được chưa? Được chưa, được chưa? Được rồi, tiếp này. Xong câu đấy chuyển cho cô sang với câu số 31 nào. Chờ, bạn làm cho cô 31, 32, 33 đi ạ. Nào, xử lý cho cô 31, 32 và 33. Em sẽ làm được câu này như thế nào? Ok, sắp xong rồi ạ. Đấy nhá, câu 31, 32 và 33 sẽ xử lý được câu này của chúng ta như nào đây ạ? Đó, chờ bạn nhớ cho cô là những bạn nào mà sau khi cô cho anh giảng cái buổi hôm nay còn xong mà bạn thấy là phần này khó ấy. Đây bạn nhớ cho cô là cái bài tập trong tuần đi, chịu khó xem video cô chữa. Vì trong cái quá trình mà cô cho anh chữa video ấy, đó, thì cô cho anh lại nhắc lại lý thuyết một lần nữa. Không em ạ, 6 giờ sáng mai mình không có lịch livestream đâu. Thường là chúng ta sẽ không thể học livestream vào tối hôm trước xong lại học sáng hôm sau được đâu. Nhưng nên thường nếu mà có thêm một lịch học livestream nữa thì chúng ta sẽ học vào tối thứ ba cơ em ạ. Nhớ. Tối thứ à sáng thứ hai cô Trang có lịch livestream của nhóm tiếng Anh lớp 10. Và chứ không phải nhóm chúng ta. Nói chung là cái ngày chủ nhật với thứ hai là cô Trang kín lịch nhóm kín luôn. Sáng nay cô Trang có lịch của nhóm từ một học hiệu cấp 3, tối nay là nhóm ngữ pháp, đúng không ạ? Nếu mà sau này cái khóa tiếng Anh 10 học vào ngày 2 tháng 7 thì là sáng thứ hai sẽ là của nhóm nhóm tiếng Anh 10. Là tối thứ hai là của nhóm từ một đồng hiệu cấp 2. Đấy rồi, tối thứ ba à sáng thứ ba là của nhóm ngữ pháp nếu mà có lịch livestream vậy nhá. Rồi với cái câu số 31 của chúng ta. Trở với cái câu số 31, từ từ câu này nó sẽ thuộc phạm trù mới này. Và nhớ rồi, để diễn đạt ý là ai đó cũng thế. Chờ ai đó cũng thế theo kiểu là cũng không. Đó, bạn nghe cô Trang giảng cái này một xíu này. Để diễn đạt ý rằng là ai đó cũng thế, tức là cũng không, thì người ta sẽ có hai cái cách diễn đạt như sau. Chợ cách thứ nhất người ta dùng là neither. Chợ sau neither cộng với trợ từ. Chợ cộng với chủ ngữ. Trợ từ chúng ta sẽ học ở trong chuyên đề về 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 động từ cơ. Bây giờ em cứ thừa nhận cho cô như vậy. Nhờ, trợ từ là động từ to be. Trợ là động từ khuyết thiếu. Đấy nhá, đúng không ạ? Động từ to be, động từ khuyết thiếu này. Rồi tiếp này chúng ta sẽ có là để diễn đạt ai có đó cũng khó. Dạ, để diễn đạt rằng ai đó cũng thế, tức là cũng không, người ta có thể dùng là neither cộng với trợ từ cộng với chủ ngữ. Hoặc sẽ là chủ ngữ cộng với trợ từ. Trợ từ này sẽ ở dạng phủ định, không những phủ định mà còn phải viết tắt nữa. Rồi cộng với either.
Được không ạ? Bây giờ cô sẽ có như sau này. Cô sẽ lấy ví dụ xuống đây nhá. Bạn nghe cho cô câu này như sau này. Chờ, cô có anh A anh bảo như sau là I don't like her. Chờ, I don't like her. Tôi không thích cô ấy. Được không ạ? Bạn B bạn bảo rằng là mình cũng thế, tức là mình cũng không thích. Vậy để diễn đạt rằng là ai đó cũng thế cũng không, chúng ta có hai cách diễn đạt này. Vậy em có thể viết lại bằng, em có thể viết là neither. Ok, sau đó cộng trợ từ này. Cứ có từ don't, đúng không? Thì em sẽ dùng trợ từ là do. Trợ này là do ấy. Như tôi cũng thế. Ok chưa? Ai, đây là ai của cô nhé. Chợ nếu em muốn viết bằng either thì em sẽ viết được là chợ I. Như I cộng với trợ từ phủ định cơ, mà phủ định thì phải viết tắt nhé. I don't either. Được không ạ? Nghe cô cho anh giảng lại cái này này. Chợ khi mà muốn diễn đạt rằng là ai đó cũng thế cũng không, chúng ta có hai cấu trúc. Chợ cấu như trúc nhất là dùng neither cộng với trợ từ cộng với chủ ngữ, hoặc là chủ ngữ cộng với trợ từ ở phủ định cộng với either. Chợ ví dụ là I don't like her. Chợ I don't like her. Tôi không thích cô ấy. Bạn kia bạn bảo rằng là mình cũng thế, tức là mình cũng không thích. Thì mình có thể dùng là neither do I, hoặc là I don't either. Được không ạ? Rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ có cái dạng là diễn đạt rằng là ai đó cũng có nhờ, ai đó cũng thế, tức là cũng có thì sẽ như nào nhờ, ở đây là ai đó cũng thế cũng không. Rồi bây giờ cô sẽ có cái dạng diễn đạt là ai đó cũng thế cũng có thì sẽ sao. Chờ, ai đó cũng thế này, được không ạ? Với nghĩa là cũng có. Chờ, thì nó sẽ có hai cách diễn đạt sau. Cách thứ nhất là dùng so cộng với trợ từ. Trợ từ này có thể là to be, có thể đúng được với thiếu, đúng không ạ? So cộng với trợ từ cộng với chủ ngữ. Chờ, nó sẽ bằng là chủ ngữ cộng với trợ từ. Chờ, cộng với chủ. Ok. Chờ, trợ từ này có thể là to be, có thể là động từ quyết thiếu và có thể là trợ động từ. Nhá, trợ động từ trong tiếng Anh thì có hiện tại là do và does, quá khứ là did. Ok. Rồi em xem cho cô ấy rồi. Ví dụ, nhờ cô có câu sau. Anh A anh bảo rằng là tớ rất là thích cô ấy. Chờ, I love her. Nhờ, I love her. Đấy, cô cho nhảy nhá. I loved her. Chờ, câu này dùng như này sẽ hiểu là tớ đã từng thích cô ấy, dùng quá khứ đơn này. Quá khứ đơn là diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, bây giờ không còn nữa. Đó là dịch là tớ đã từng thích cô ấy. Vậy anh kia anh bảo rằng là tớ cũng thế, đúng rồi, tức là cũng từng thích. Thì cô sẽ dùng đây là so. Sau so cộng với trợ từ. Với động từ là loved, động từ quá khứ. Vậy cô sẽ dùng trợ từ ở đây là did. Trợ so did I. Được chưa? Hoặc là I did chú. Với I did chú đấy có thể dùng là me chú. Ok, tôi cũng thế nhé. Yeah. Được chưa, được chưa? Với cái phần về động từ rồi trợ từ như này thì cô cho anh sẽ hẹn các bạn ở cái tuần sau. Tuần sau mình học về đại từ, sau đại từ sẽ là động từ. Đấy nhá, được không ạ? Xong chưa, xong chưa? Rồi bây giờ sẽ quay lại cho cô với cái câu sau của chúng ta này. Với câu số 31, cô căn cứ bằng từ was là phủ định. Nhờ Chris không có mặt ở cuộc họp. Và trợ lý của cô ấy cũng vậy, tức là cũng không có. Vậy với diễn đạt với ý là ai đó cũng thế cũng không, chúng ta có hai sự lựa chọn, hoặc là dùng neither hoặc dùng either. Vậy thì với câu 31 có mỗi anh ý A để chọn thôi. Nhớ, vậy thì với câu này cô sẽ chọn đáp án là ý A. Số 31 chuyển cô sang với câu số 32. Với câu 32 em sẽ căn cứ bằng từ days có S, vậy nó sẽ là danh từ số nhiều. Nếu danh từ số nhiều cô sẽ bỏ B, bỏ C. Tại sao cô lại bảo như vậy? Vì chúng ta có cái lý thuyết sau này. Mình có cái lý thuyết là little mới nghĩa là hầu như không, hoặc là a little mới nghĩa là một ít. Nó đi với danh từ không đếm được. Đúng ạ, trong khi đó ở đây là danh từ số nhiều nên cô sẽ bỏ B, bỏ C. Cứ có là sau a few cộng với danh từ số nhiều mang nghĩa là một vài. Rồi cứ có từ both cộng với danh từ số nhiều mang nghĩa là cả hai. Vậy bây giờ sẽ xem cho cô câu này dịch là chúng tôi ở vài ngày ở vùng này và thăm bảo tàng. Vậy đây bạn sẽ thấy rằng là ngữ cảnh câu này không hề có ý là hai gì cả. Đấy, nên là cô sẽ không chọn ý D. Sau đó với câu 32 cô chọn được câu đấy là ý A. Rồi xong câu số 32 chuyển cô sang câu số 33. Với câu số 33 em sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau này. Chờ, căn cứ cho cô bằng từ choice. Từ này của cô là danh từ không đếm được. Chứ nếu đếm được thì nó đã có S rồi, đúng chưa? Vậy nếu danh từ không đếm được thì cô sẽ loại A, loại B. Tại sao cô lại bảo vậy nhá? Chờ, tại sao cô lại bảo vậy? Bởi vì chúng ta có cái lý thuyết là few với a few. Nó đi với danh từ đếm được số nhiều cơ. Thì là cô sẽ bỏ A, bỏ B, cô chỉ còn C hoặc D thôi. Nhá. Rồi cô sẽ có ý C với từ little. Đằng sau nó sẽ đi với danh từ không đếm được. Đúng nhá, mang nghĩa là hầu như không. Chờ với từ any. Với từ any nếu đi với câu khẳng định, đúng không ạ? Thì nó mang nghĩa là bất cứ. Vậy thì với câu số 33 em dịch nghĩa câu này xem nào. Dịch là tôi không mấy vui về nó. Chờ tôi cho rằng, tôi không mấy vui vẻ về điều đó.
Nhưng mà tôi cho rằng là tôi không có sự lựa chọn nào cả. Trở về thì với câu này của chúng ta sẽ mang nghĩa là hầu như không có sự lựa chọn nào khác. Nên là với câu này cô sẽ chọn đáp án là ý C. Được chưa? Với từ em thì là bất cứ, tôi có bất cứ sự lựa chọn thì nghĩa nó không hợp nhá. Tôi không mấy vui vẻ về điều đó đâu. Nhưng mà tôi cho rằng là tôi hầu như không có sự lựa chọn nào khác. Thì chúng ta có lý thuyết là so little cộng với danh từ không đến được, mang nghĩa là hầu như không. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi tiếp này, xong câu đấy chuyển cô sang với câu số 35. Với câu số 35 sẽ căn cứ bằng từ bread là bánh mì. Chợ đây là danh từ không đếm được. Nếu đếm được nó có S rồi. Chợ với danh từ không được cô sẽ bỏ A, bỏ C. Bởi vì sau cái từ là a few hoặc là a few nó đi với danh từ số nhiều. Thế cô sẽ còn B hoặc là D. Chợ ý D nếu dùng any cộng với danh từ nó mang nghĩa là bất cứ. Thế còn ý B với a little cộng với danh từ không đếm được mang nghĩa là một ít. Chợ về dịch là Mary không nói gì. Nhưng mà cô ấy uống một chút trà và ăn một chút bánh mì. Vậy thì với câu này cô mang nghĩa là một chút nên câu 35 cô chọn được ý B. Yeah. Sau 35 chuyển cô sang câu số 36. Với câu 36 sẽ căn cứ bằng từ three là 3. Trở về nếu là 3 thì cô sẽ bỏ anh ý A, bỏ anh ý C. Tại sao cô bảo vậy? Với cái ý A với từ neither là cả hai đều không. Nhá, cái này dùng cho hai thôi, trong đó đây cô có từ three là 3 nên cô sẽ bỏ ý A. Với từ both là cả hai đều có, cái này cũng chỉ dùng cho cả hai thôi, vậy cô sẽ bỏ ý C. Vậy cô sẽ còn B hoặc D này. Trợ ý B cô với từ all là tất cả cho từ 3 trở lên. Nhá, thế còn ý D cô với từ none là tất cả cho từ 3 trở lên. Vậy thì B với D khác gì nhau? Trợ ý B cô với từ all là tất cả cho từ 3 trở lên. Nhớ đây sẽ là tất cả đều có. Thế còn D cô là tất cả đều không. Đấy nhá. Vậy thì với câu này xem như sau này. Chúng tôi có 3 thằng con. Trợ nhưng mà tất cả nó đều sống ở gần hay là không có thằng nào sống ở gần cả. Trợ nếu giả dụ em chọn ý B cô với từ all là tất cả, đúng không ạ? Thì với nghĩa là tất cả rất là nhiều thì động từ của em phải chia ở số nhiều mới đúng. Ở đây động từ của em thêm S tức là số ít. Về số ít thì em sẽ suy ra được chủ ngữ của em phải là số ít. Vậy thì em sẽ chọn được câu số 36 của chúng ta là ý D. Được chưa, được chưa? Đấy nhá, chúng tôi có 3 thằng con trai nhưng mà không có thằng nào sống gần cả. Đấy nhá, không có đứa nào sống gần cả. Rồi tiếp này cô sẽ có với câu số 40. Câu 40 bạn nghe cho cô cái lý thuyết này một xíu này. Với cái câu số 40 em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Căn cứ bằng từ politician. Cứ có từ politician là chính trị gia, ở đây là danh từ số ít nhá, được không ạ? Đương nhiên là chính trị gia là danh từ chỉ người, mà danh từ chỉ người thì đếm được rồi, đấy nhá. Vậy đây là danh từ số ít. Nếu là danh từ số ít thì cô sẽ bỏ anh ý B, bởi vì sao? Vì chúng ta có lý thuyết là sau many thì phải cộng với danh từ số nhiều. Ok chưa? Tiếp này cô có ý C thì sao? Ý C với từ plenty. Em nhìn cho cô này. Với cái lý thuyết là plenty, nhá, đằng sau cộng với danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được, trợ mang nghĩa là nhiều. Vậy bạn sẽ thấy rằng là nếu như mà chọn ý C với danh từ số ít này thì nó phải, vì nó là danh từ đếm được nó phải cộng S cơ, nên ý C của cô không phải. Chợ ý D cô với từ all là tất cả cho từ 3 trở lên, thì đằng sau nó sẽ phải cộng với danh từ số nhiều, vậy ý D của cô cũng không được. Sau đó với câu 40 bằng phương pháp loại trừ cô sẽ chọn được ý A. Ý A là cái phần này nó không có ở trong cái bảng lý thuyết của em đâu, nên em ghi cho cô như sau này. Cô có lý thuyết là so many are cộng với danh từ số ít. Đấy nhá. Mình có lý thuyết là so many are cộng với danh từ số ít. Thì vấp của chúng ta sẽ chia ở số ít. Nó sẽ bằng anh ý B bằng many cộng với danh từ số nhiều. Vấp chia ở số nhiều. Vậy nó bằng, tức là nghĩa của nó bằng nhau. Đúng không ạ? So many are cộng với danh từ số ít, vấp chia số ít. Vẫn nghĩa là nhiều nhá. Nó sẽ bằng many cộng với danh từ số nhiều, vấp chia số nhiều. Mà nghĩa là nhiều. Vậy thì với câu dịch là nhiều chính trị gia hứa. Nhờ chúng ta có cái cấu trúc là promise, to do something, hứa làm gì. Cô có cụm từ make sure là tạo ra sự thay đổi. Được chưa, được chưa? Vậy thì với câu số 40, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Rồi bạn thân mến, vậy là cô cho anh đã hướng dẫn em xong. Nhờ khoảng là chúng ta chỉ có một cái phần khó nữa thôi. Cô cho anh muốn hỏi em là với cái nội dung mà cô cho anh vừa trước, các bạn có thắc mắc ở nội dung nào không? Nghe nhá, thắc mắc chứ không phải là bảo cô nhắc lại cái câu đó đâu. Nếu mà chỉ cần là giảng lại thôi, tí nữa em tua lại video livestream giúp cơ. Cô Tranh hỏi là cô Tranh chữa như vậy em có thắc mắc câu nào không để cô Tranh giải đáp cho em. Chờ, nếu mà các bạn không có thắc mắc gì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần khó cuối cùng. Cái phần khó cuối cùng này bạn sẽ mất khoảng 10 phút nữa là học xong. Được chưa? Chờ, câu số 37. Chờ, câu 37 chưa, tí nữa mình mới học mà. Đây, với cái anh là most. Ok, most, mostly. Cái này của chúng ta bây giờ mới học. Nhớ. Ok, bạn Thủy Tiên thân mến, em search đúng rồi đấy ạ. Với cái từ choice, từ này của cô là danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được. Nhưng mà ở trong ngữ cảnh câu này nó sẽ là danh từ không đếm được này. Thì cô cho anh có bảo với em là em dùng lượng từ ở trước. Thì nếu là danh từ đếm được nó phải thêm F vào.
Chưa, cô sinh ra vì nó không có s nên cô sinh ra nó sẽ là danh từ không đếm được em nhé. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Chưa? Câu 37 tí nữa mình mới mới học được không ạ? Thủy Tiên thân mến, cô cho anh giải thích cho em rồi đấy ạ. Nhớ đúng rồi ạ. Cô cho anh có bảo là với cái từ là choice, từ này vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được, có rất là nhiều câu cô tranh cũng chữa như vậy rồi đúng không ạ? Cô bảo với em là nếu như nó là danh từ đếm được thì đằng trước với cái lượng từ này một vài này đúng không ạ, thì nó phải thêm s, vì nó không có s nên cô sinh ra nó sẽ là danh từ không đếm được đấy nhá. Với danh từ đếm được mà đi với lượng từ nó phải có s đúng không ạ, vì nó không có s nên cô sẽ tính nó là danh từ không đếm được đúng không ạ? Đấy nhá, ok chưa? Bạn Hiền Bách thân mến, cái cuốn tổng ôn ngữ pháp của cô Tranh sẽ tổng hợp toàn bộ ngữ pháp trong khóa của mình nhá. Câu số 30 sao không chọn letter? Chợ với cái câu số 30 của chúng ta, với cái lý thuyết là sau letter hoặc a letter cộng với danh từ không đếm được, cứ có từ là danh từ số nhiều, lên ý B với C không được em nhé nhá. Ok bạn Đậu Đậu thân mến, những cái câu hỏi về từ vựng em hỏi bên khóa từ vựng Joker. Chợ câu số 36 tại sao là lăn mà không phải or? Rồi, với cái câu số 36 với từ or là tất cả cho từ 3 trở lên. Vậy nếu em chọn từ or nghĩa là cả ba đứa con của chúng tôi đều sống, thì đấy là cả ba sẽ là số nhiều. Nếu số nhiều thì động từ của chúng ta phải chia số nhiều cơ. Ở đây động từ của em thêm s tức là động từ chia số ít. Nếu chia số ít thì em sẽ không chọn ý B được, đúng không ạ? Ý đây của câu từ năng là không có đứa nào cả. Vậy chủ ngữ số ít thì động từ chia số ít em nhé. Đúng không ạ? Chờ sau câu số 27 mình lại chọn neither, xong khi đó cô nói phủ định. Với cái câu số 27 của chúng ta, tại sao câu số 27 mình lại chọn neither? Tại sao câu số 27 mình lại chọn neither? Để cho cô xem này. Với cái câu số 27, giờ xem nào, 27 neither dùng cho câu khẳng định. Chưa? Với từ neither nghĩa là không nhá. Đúng ạ. Neither dùng trong câu khẳng định nhưng mang nghĩa phủ định, nhớ này, dùng trong câu khẳng định nhưng mang nghĩa phủ định. Em thấy được, với cái từ any của chúng ta, được chưa? Nó sẽ dùng trong cái câu phủ định hoặc là mang nghĩa phủ định, được không ạ? Đấy nhá, rồi xong chưa? Chưa xong đâu nhá, còn một phần khó nữa, chịu khó đợi cô. Câu số 40 tại sao không phải C? Câu số 40 ý C không được. So plenty of cộng với danh từ số nhiều, ở đây cô là danh từ số ít lên C không được nhá. Câu số 37 sao không chọn C? 37 đã chữa đâu em. Được không ạ? Xong chưa? Xong chưa? Nhờ tài liệu live stream, tài liệu chuyên môn không đủ như trên live stream của cô, đủ mà em. Thế nhá, tuần 1 cô cho anh có cập nhật lên nó đủ như live stream rồi em ạ. Chưa? Được không ạ? Câu số 25 ý gì? Câu số 25 ý gì? Đây ạ, câu số 25 ý à, em nhé. Chờ câu 37 cô chưa chữa. Giờ chưa. Giờ câu số 40 sao không chọn D? Giờ câu số 40 làm sao mà chọn D được em? Với từ or là tất cả cho từ 3 trở lên thì cái danh từ này cô phải là danh từ số nhiều. Vấn đề là cái danh từ là danh từ số ít. Nếu là danh từ số nhiều thì em có thể chọn được B, chọn được C, đúng không ạ? Chọn được cả D nữa. Nhưng vì nó là danh từ số ít thì em sẽ phải bỏ hết cả B, C, D. Đấy nhá, ý B với nghĩa là nhiều, ý C với nghĩa là nhiều, ý D với nghĩa là tất cả. Vậy thì bạn thấy được là cả B, cả C, cả D đằng sau nó sẽ cộng danh từ số nhiều cơ. Ở đây là danh từ số ít nên mình sẽ không chọn B, C, D được. Ok. Nhớ. Chờ, bạn thân mến, cái phần danh từ có S, danh từ không có S, danh từ đếm được, danh từ không đếm được ấy. Bạn V Doria thân mến, em xem lại giúp cô cái tài liệu cũng như cái buổi live stream đầu tiên trong nhóm của chúng ta em nhé. Được không ạ? Xong chưa? Xong chưa? Câu số 30 sao không chọn letter? Câu số 30 cô giải thích rồi đúng không ạ? Được chưa? Được chưa? Ok chưa nào? Câu số 25 ý B à? Để cô xem nhé. Với cái câu số 25 của chúng ta, ý B đúng rồi em ạ. Nhờ, câu số 25 tại sao không phải là ý A? Với từ both là cả hai, đằng sau nó phải cộng danh từ số nhiều. Ở đây với từ ideas không có S, nó sẽ là danh từ không đến được, nên ý A không được em nhé. Xong chưa? Chưa được nghỉ đâu em ạ, còn phần khó nữa. Giờ chưa được chưa? Nhờ, câu số 25 ý B đúng rồi em. Chợ bạn Đào An thân mến, với từ neither
nó đi thể của nó thì thể khẳng định nhưng mà nghĩa phủ định. Em nhìn cho cô này, nếu xét về thể của nó thấy được động từ contain được, không có từ not, vậy đây sẽ là thể khẳng định, đúng không? Nghĩa phủ định, nghĩa phủ định ở đây thể hiện cái từ any của chúng ta là phủ định em nhé, được chưa? Xong chưa, xong chưa? Nhớ 40 ý C có được không? Không được. 40 ý C không được đâu em. Cô bảo với em từ plenty không? Nó đi với danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được. Ở đây cô là danh từ số ít này. Đấy nhá, chính trị ra một ông hay ông bông đếm được. Vậy đây nó sẽ là danh từ đếm được ở dạng số ít. Thì ý C của cô không được nhá. Câu 7 cô cho anh chưa giảm tới chứ không phải không giảm. Được chưa? Bây giờ cô cho anh sẽ, về cơ bản là cô cho anh giảng giải thích cho bạn những bạn thắc mắc rồi nhé. Được không ạ? Chờ sau plenty hợp cộng với danh từ đếm được và danh từ không đếm được, đúng rồi em ạ. Đấy nhá, rồi bây giờ cô sẽ giảm đến cái phần khó tiếp theo của chúng ta. Nghe đi cô sau này, xem là phần này có khó làm khó em được không. Chờ với cái nhóm từ mang nghĩa là hầu hết, chúng ta có từ most, nghĩa là hầu hết, hầu như, dùng trước danh từ không xác định. Cứ có từ mostly, chủ yếu là, dùng như một trạng từ. Cứ có từ almost, hầu gần như, dùng như một trạng từ, bổ nghĩa cho động từ, cho tính từ, cho danh từ. Chờ, nghe cái đống này thì có vẻ rất là phiền. Bây giờ bạn sẽ xem như sau này. Cô cho anh sẽ ghi thẳng vào lý thuyết như sau nhá. Đây. Giờ cô cho anh sẽ thể hiện bằng lý thuyết như sau này. Chúng ta có cái lý thuyết là almost. Đó ạ, nhớ cho cô này. Và chịu khó phân biệt cho cô bốn từ này thôi nhá. Cô có với từ sau. Với từ almost. Từ này của cô là trạng từ. Và nó mang nghĩa là gần như. Chờ, mang nghĩa là hầu như. Được không ạ? Rồi, vì nó là trạng từ nên nó sẽ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tức là nó sẽ đứng trước động từ. Nó bổ sung nghĩa cho tính từ và bổ sung nghĩa cho danh từ. Thế nhá. Chờ, nếu như nó bổ sung nghĩa cho danh từ thì bạn nhớ cô là với cái từ là almost. Đúng không ạ? Nếu nó muốn đi với danh từ nó không thể đến thẳng danh từ được đâu ạ. Chờ, nó sẽ phải cộng với cái từ sau này. Nó sẽ cộng với từ là hoặc là every. Rồi sau đó mới cộng với danh từ. Nhớ nhá. Thì cô có với cái từ, đây là một từ thứ nhất này. Từ thứ hai cô có từ mostly, nghĩa là chủ yếu là. Chữ này của cô cũng là trạng từ. Thế thấy được là với cái từ là almost hoặc là từ mostly đều là trạng từ cả. Nhưng mà với cái từ là, với từ là almost mang nghĩa là hầu như, gần như. Thế còn với cái từ mostly cũng là trạng từ nhưng mang nghĩa là chủ yếu là. Được không ạ? Rồi, thế này cô còn hai từ nữa. Đó chính là từ most, ok. Chúng ta có lý thuyết là most cộng với danh từ. Nó sẽ bằng với cái anh là most of. Chờ sau most of cộng với mạo từ là the. Nhờ mạo từ the mình học rồi đúng không ạ? Hoặc là tính từ sở hữu. Nhờ cộng với danh từ. Nhờ tính từ sở hữu chúng ta sẽ học ở cái phần tuần sau. Rồi bên đây là toàn bộ lý thuyết nhờ về almost. Chờ về mostly. Ở không ạ? Và từ most of. Nhờ nghe cái đống lý thuyết này thì bạn sẽ thấy nó rất là khó hiểu. Bây giờ cô Trang sẽ chữa thẳng vào bài tập cho em nhé. Được không ạ? Xong chưa, xong chưa? Ok chưa? Rồi tiếp này. Em xem cho cô này, với cái câu số 37 của chúng ta. Bây giờ cô sẽ loại trừ từ phương án 1 nhé. Chúng ta có cái lý thuyết sau. Ok, nào tập trung cho cô vào câu 37 đi ạ. Câu 37 các bạn quan tâm này này. Nào với câu số 7 em sẽ loại trừ từ phương án 1 theo lý thuyết của cô. Được không ạ? Cô sẽ có với cái anh ý A, chúng ta có lý thuyết là most cộng với danh từ. Nhờ sau cái từ most đến thẳng danh từ. Nó sẽ bằng cái anh là most of. Nhờ cộng với the tính từ sở hữu cộng danh từ. Để xem cô này. Sau cái từ là most, nó sẽ phải cộng đến thẳng danh từ. Danh từ mình học ở tuần 1 rồi, đúng chưa? Nhá, thì nó sẽ bằng với cái anh là most of. Sau cái từ most of cộng với mạo từ là the. Đó. Cộng với tính từ sở hữu. Cô nhớ là như tính từ sở hữu cô cho anh có dạy em trong cái phần cụm danh từ của tuần 1 rồi. Thế nhá. Rồi sau đó sẽ cộng với danh từ. Em sẽ nhìn cho cô này, ở phía sau của chỗ trống, liệu có phải là danh từ không? Em sẽ nhìn thấy là nó có giới từ là in. Vậy thì đây nó không phải là danh từ rồi, nó là giới từ. Chứ giới từ cộng với danh từ nó sẽ trở thành trạng từ. Chứ ở trạng từ đằng sau câu từ có từ Asia là châu Á, Africa là châu Phi. Vậy nó sẽ là giới từ cộng danh từ để tạo thành trạng từ chỉ nơi trốn. Vậy thì cô sẽ không chọn A, không chọn B được. Bởi vì sao? Vì sau cái từ most, ok, hoặc là most, nó sẽ cộng danh từ cơ. Nghe bây giờ cô sẽ còn C và D. Chứ ở C và D đều có thể dùng trong trường này được. Vì nó mang nghĩa là, vì bởi nó là trạng từ. Thế gì là sau khi rời trường học, chứ ở cô ấy dành một năm đi du lịch chủ yếu ở châu Phi và châu Á. Vậy với cái nghĩa là chủ yếu là, thì cô sẽ chọn được câu số 37 của chúng ta là anh ý C. Chứ ở với anh ý D của chúng ta với nghĩa là hầu như, gần như ấy, thì đằng sau nó sẽ phải cộng với động từ này.
Chứ là nó phải cộng với tính từ này, đúng không ạ? Thậm chí nó sẽ phải cộng với từ là or hoặc là every rồi cộng danh từ cơ. Chứ nó không cộng giới từ đâu. Nên ý D của cô không được. Để nhá, được chưa? Rồi chúng ta còn mấy câu ở trang 1 nữa thôi. Nhờ cô có với cái phần về 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 most, nhờ most. Nhờ và cái phần về author and other cô Trang có làm video bổ trợ rồi. Nếu mà bạn nào mà hôm nay thấy phần này vẫn khó, với bạn thì xem giúp cô video bổ trợ ở trong cái mục tuần 2 trong khóa của chúng ta nhé. Với cái câu số 4 của chúng ta, em căn cứ cho cô bằng từ people. Chợ với từ people là danh từ, nghĩa là nhiều người. Chợ vậy nếu là danh từ thì cô sẽ không chọn cái ý C được. Tại sao cô Trang có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Bởi vì cô bảo như sau. Lúc trước cô Trang có bảo với em là với lý thuyết, sau cái từ almost, giờ nó sẽ phải cộng với từ hoặc là từ every. Chợ hoặc đại từ bất định là từ bất định đằng sau mình mới học. Sau đó mới cộng với danh từ. Tức là với cái từ là almost, đúng không ạ? Nó sẽ không đi thẳng đến danh từ ngay, nó sẽ phải chèn một vài từ ở giữa cơ. Em sẽ thấy được là ở cái vị trí trống này nó sẽ đến thẳng danh từ ngay, nên ý C của cô bỏ, đúng không ạ? Rồi cứ có từ mostly là chủ yếu là. Vậy thì với cụ dịch là trời đang mưa, tôi nghĩ là hầu hết mọi người sẽ đến muộn. Vậy đây của chúng ta với nghĩa là hầu hết chứ không phải nghĩa là chủ yếu là. Và ở đây của chúng ta cũng không cần chạm từ đâu, nên là cô sẽ chỉ còn A hoặc B thôi. Xem cho cô lý thuyết này. Chúng ta có lý thuyết là most cộng với danh từ bằng most cộng với the hoặc tính từ sở hữu cộng danh từ. Em thấy là sau chỗ trống đến thẳng danh từ ngay, không có mạo từ the, không có tính từ sở hữu. Vậy thì với câu số 4 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Tiếp theo nhé. Với cái câu số 6, với câu số 6 em sẽ thấy được là căn cứ bằng thành phần phía sau chỗ trống cô có từ walk. Thế đấy là từ này của cô có đuôi ED, gọi vậy nó sẽ là động từ chìa quá khứ. Chợ với động từ thì cô sẽ không chọn ý A được. Tại sao cô bảo vậy? Vì cô có cái lý thuyết là sau cái từ most nó sẽ cộng với danh từ chứ không cộng động từ. Đó ạ, nên là ý A cô loại. Thế nhá. Rồi tiếp này cô sẽ có với cái từ là almost. Chợ nó sẽ là trạng từ. Trạng từ theo sau nó có thể bổ nghĩa cho động từ, cho tính từ, cho danh từ. Thì cô sẽ thấy rằng là ở đây cô có thể chọn đáp án ý C. Chợ tiếp quản đề cô với từ the most là so sánh nhất. So sánh nhất chúng ta sẽ học sau và em bỏ cho cô ý D luôn. Thì cô sẽ chỉ còn B hoặc C thôi. Ý B cô với từ mostly là chủ yếu là, nó cũng là trạng từ. Ý C cô với nghĩa là hầu như, gần như, cũng nghĩa là trạng từ. Bây giờ với cái anh ý C với nghĩa là hầu như, gần như, suýt. Thế còn ý B cô với nghĩa là chủ yếu là, vậy đều là trạng từ cả, trạng từ đi với động từ. Vậy sẽ phải dịch nghĩa câu này. Chứ dịch là họ thô lỗ đến mức mà tôi suýt bỏ ra ngoài. Vậy thì với câu này với nghĩa là suýt gần như. Vậy thì với câu 6 xét theo nghĩa, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý C. Thế này với cái câu số 8. Với câu số 8 em sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Căn cứ bằng cái từ là bằng từ affect. Nhỡ giả dụ ngày mai không có cô, không biết từ loại là gì, tra từ điển cho cô. Đây. Ví dụ em tra cái từ affect, em sẽ nhìn thấy nó có ghi là verb. Vậy verb là động từ, đúng chưa? Vậy từ đó em sẽ suy ra cái từ affect là động từ. Vậy nếu động từ cô sẽ không chọn ý A được. Bởi vì sao? Vì chúng ta có lý thuyết là sau cái từ most nó sẽ cộng với danh từ cơ, trong cộng động từ. Nên cô sẽ bỏ ý A nhé. Rồi tiếp này cô bảo với em là the most là so sánh nhất. Ở đây nó không phải so sánh nhất đâu. Với phạm trù so sánh nhất chúng ta học sau. Em loại trừ cho cô luôn. Vậy cô sẽ chỉ còn B hoặc là C thôi. Cả B và C đều là trạng từ và đều bổ nghĩa cho động từ. Giờ mình có quy tắc là danh tính động trạng, tức là tính từ bổ sung nghĩa danh từ, động từ bổ sung nghĩa trạng từ. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây của chúng ta nhỡ có thể chọn B, có thể chọn C về chức năng ngữ pháp. Nhưng mà xét theo nghĩa này, cô có ý C với từ almost, nghĩa là hầu như, gần như, suýt. Thế còn ý B cô với từ mostly là chủ yếu là. Cô có từ disease là bệnh. Cái căn bệnh này chủ yếu, nghĩa là ảnh hưởng tới những người trên 50 tuổi. Vậy đây cô sẽ cần một từ với nghĩa là chủ yếu là. Đấy nhá, chứ không phải là suýt. Vậy thì với câu số 8, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý B. Nhá. Cái căn bệnh này chủ yếu ảnh hưởng tới những người trên 50 tuổi thôi. Đúng không ạ? Vậy thì với câu này của chúng ta sẽ chọn đáp án là ý B. Rồi, xong đấy ạ. Vậy là cái phần khó cuối cùng của chúng ta về cơ bản như vậy. Chốt lại như sau này. Chợ đó là với cái anh là most. Dạ, nó sẽ mang so sánh với cái anh là most. Nó có sự khác nhau là sau cái từ most đến thẳng danh từ ngay. Thế còn sau cái anh là most, nó phải có mạo từ là the, tính từ sở hữu xong mới cộng danh từ. Đó không ạ? Thế còn với cái anh là almost, thì nó có thể bổ sung cho động từ, cho tính từ, cho danh từ. Nếu nó muốn đứng trước danh từ thì nó phải chèn thêm cái từ or hoặc là the every hoặc đại từ bất định vào trước. Chứ nó không thể đến thẳng danh từ như cái từ most này được. Đó không ạ? Thế còn từ mostly, muốn nó chỉ có một nghĩa thôi là chủ yếu là. Đây nhá, ok chưa ạ? Rồi bạn thân mến, vậy là sau gần 2 tiếng, đúng không? Hôm nay buổi livestream thứ ba của chúng ta kéo dài trong 2 tiếng. Trời, sau thời gian gần 2 tiếng chúng ta đã xong nội dung bài hôm nay. Ok,
Nào, với cái nội dung mà cô Trang hướng dẫn như này, các bạn có thắc mắc nội dung nào không ạ? Được nghỉ rồi. Cô xin lỗi các bạn. Thực ra thì cô Trang cũng không muốn cái buổi học livestream kéo dài như này đâu. Đến giờ phút này cô Trang cũng cảm giác là mình không còn sức để nói tiếp nữa rồi. Nhá. Thực ra là cô Trang không muốn cái buổi livestream kéo dài như này đâu. Thường thì thường là theo cái nghiên cứu thì học livestream ngồi trước màn hình máy tính thì khoảng tầm một thời gian 1 tiếng là lý tưởng thôi. Đấy nhá. Nhưng mà bởi vì gì cái nội dung bài hôm nay nó rất là khó. Với thứ hai nó là nhóm của chúng ta có rất nhiều đối tượng, rất nhiều trình độ khác nhau. Đấy nhá, cô Trang giảng như vậy mà các bạn vẫn bảo là giảng nhanh rồi. Đấy nhá, nên là cô Trang không thể giảng nhanh hơn được. Ok. Xong chưa? Xong chưa? Ok, câu số 25 sao không chọn C? Câu số 25 sao không chọn C? Vẫn đang băn khoăn câu này à? Câu số 25 với từ little có nghĩa là hầu như không. Vậy nếu là dịch là bạn có thể cho tôi vài cái ý tưởng, chứ không thể dịch là bạn có thể cho tôi hầu như không ý tưởng được. Đúng không? Mình hỏi người ta thì phải cho tôi xin ý tưởng chứ không thể là cho tôi không thể là cho tôi xin hầu như không có ý tưởng gì được. Thế là về nghĩa nó không ổn em nhé. Được chưa? Ok, bạn thân đến cái tài liệu livestream chúng ta không bắt buộc phải nộp bài nhá. Giờ bài tập làm thêm tuần 1 của chúng ta sẽ làm vào ngày chủ nhật. Bạn nhớ là chúng ta sẽ học từ thứ hai đến thứ bảy. Thế còn chủ nhật chúng ta sẽ không phải làm bài, không phải nộp bài, nhưng mà bạn sẽ phải làm bài tập làm thêm. Bài tập làm thêm em nhớ cho cô là ở trên môn tài liệu của chúng ta nếu là form trắc nghiệm thì chúng ta bắt buộc phải làm và nộp. Thế còn với form tự luận thì chúng ta không phải nộp mà chúng ta làm ra tài liệu của em rồi đối chiếu với đáp án trên môn em nhé. Được chưa? Bạn Thùy Tiên thân mến, cái cách để mà thuộc ngữ pháp là em áp dụng vào làm bài tập. Thực ra phải làm bài tập nhưng mà khi em làm bài tập ấy em phải hiểu được tại sao cô lấy chọn đáp án là như thế, phải hiểu được bản chất của nó cơ. Đấy nhá. Ngày mai khi em làm vào cái bài tập hàng ngày ấy thì em cũng làm như cô trai hướng dẫn hôm nay này. Chứ em phải xác định cho cô xem là tại sao cái chỗ trống nó lại chọn cái đáp án đó mà không chọn đáp án khác. Được chưa? Mà muốn biết như vậy thì em phải giống lại cái lý thuyết mà hôm nay cô cho anh dạy các bạn. Ok. Đấy nhá. Ok. Bạn Lâm Dương thân mến, cái video bổ trợ về một môn ở cô cho anh làm rồi đấy. Em vào môn xem giúp cô. Nhớ. Lâm Dương thân mến, cô cho anh làm rồi em nhé. Được không ạ? Câu 36 tại sao lại là số ít? Câu số 36 tại sao lại là số ít? Chờ, câu số 36 nhợ tại sao lại số ít? Bởi vì động từ của chúng ta thêm s, tức là động từ chia số ít. Nếu động từ chia số ít thì chủ ngữ của em phải là số ít. Với cái phần mà động từ chia như nào chúng ta sẽ học trong chuyên đề về thì của động từ em nhé. 2 tuần nữa mình sẽ học. Chờ, nghe này. Bởi vì chúng ta học từng chuyên đề một nên là có những cái chuyên đề cô Tranh động tới, ví dụ như là đại từ này, động từ này, đúng không ạ? Trạng từ, tính từ này chúng ta chưa học tới. Nên là hôm nay với những cái phạm trù mà cô Trang nhắc tới đó, em có thể mơ hồ về nó không sao cả. Giờ tuần sau em sẽ học về đại từ và sau cái tuần về đại từ chúng ta sẽ học về động từ. Cho học động từ mình sẽ học về thì của động từ, học về phần danh động từ nguyên mẫu, rồi học về cái phần cụm động từ. Vậy là mình sẽ học toàn diện, mình sẽ học toàn bộ về cụm về động từ thì lúc em sẽ hiểu vấn đề hơn. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Ok chưa? Câu số 40 giảng lại câu 4 được không? Không. Nếu mà giảng lại thì em xem video giúp cô. Bạn đệ của Huấn Hoa Hường thân mến, nếu chị cần muốn nghe cô Trang giảng lại, tí nữa em xem lại video giúp cô. Chợ bạn Hiền Bách thân mến, cái phần mà hướng dẫn học từ vựng cô Trang có chia sẻ bên khóa từ vựng rồi em nhé. Bạn thân mến, được nghỉ rồi đấy ạ. Nếu bạn đã không có câu hỏi gì nữa các bạn có thể đi nghỉ được rồi ạ. Bài tập làm thêm không tính chuyên cần, nhưng mà bài tập làm thêm là cái bài tập củng cố kiến thức của cả tuần. Rồi các bạn chịu khó làm bài tập làm thêm. Em thấy rằng là có cái tuần cô cho anh sẽ cho bài tập làm thêm bởi vì bài tập trong tuần của em ít quá. Nếu tuần nào mà bài tập trong tuần ít chỉ có 15 20 câu thì cô sẽ cho thêm bài tập làm thêm. Thế còn tuần nào mỗi một ngày của em có 50 câu rồi thì cô nghĩ rằng là em áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy là đủ thuộc lý thuyết rồi thì không cần bài tập làm thêm nữa. Đấy nhá. Được chưa? Bạn Vidonia thân mến, theo lý thuyết là sub plenty cộng với danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được. Ở đây của cô là danh từ số ít này thì không được. Nó có thể cộng danh từ số nhiều hoặc cộng danh từ không được thôi chứ nó không cộng danh từ số ít em nhá. Nên là với cái từ politician là danh từ số ít nên nó không được, ý C không được. Đó đúng không ạ? Hôm nay bây giờ mình học livestream xong mình đi ngủ được rồi, mai mình mới phải làm bài em nhé. Rồi, ok. Các bạn thân mến, nếu như các bạn không còn thắc mắc gì nữa, cô Trang xin phép dừng livestream tại đây. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào livestream chủ nhật tuần tới em nhé.